Thần y trở lại, Ngô Bình. Một tiếng sau, Ngô Bình đã luyện chế thuốc xong, anh mang hai bát thuốc bột to ra tiếp tục chữa trị cho các binh sĩ. Có thêm thuốc hỗ trợ, việc điều trị cũng nhanh hơn. Đến trưa thì anh đã chữa khỏi cho hơn 300 người. Ngô Bình nghỉ trưa một tiếng, sau đó dành cả buổi chiều để chữa trị nốt cho các binh sĩ còn lại, những người bị thương nhẹ thì chỉ cần uống thuốc là xong. Đêm đến, Ngô Bình mệt đến mức không thể cử động được nữa, anh nằm luôn trên ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Không ai quấy rầy anh, các chiến sĩ đã có thể đi lại đều lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Ngô Bình ngủ thẳng đến sáng, anh tỉnh dậy vươn vai, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy có rất nhiều binh sĩ bị thương đứng bên cạnh. Anh nói, không nghỉ ngơi dưỡng thương đi mà đứng đây làm gì? Về nghỉ đi. Các chiến sĩ bị thương quỳ xuống nói, chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn của thủ trưởng. Ngô Bình lạnh giọng nói, người què chân, người gãy càng mà còn quỳ lại làm gì, thôi lượn hết đi. Bị Ngô Bình mắng cho một trận, bọn họ đều đành về nghỉ ngơi. Anh lại đi sang các phòng bệnh cách xem xét, thấy những người bị thương đều đang hồi phục tốt thì mới về lều của mình luyện thuốc tiếp. Luyện chế thuốc xong, Ngô Bình đưa cho các bác sĩ quân y, rồi hướng dẫn cho họ cách dùng và liều lượng. Khi anh ra ngoài thì thấy có mấy trăm chiến sĩ đang đứng ở đây, họ đều là người được anh cứu hôm qua. Cuối cùng họ cũng có cơ hội cảm ơn anh nên quỳ hết xuống, chào thủ trưởng. Ngô Bình xua tay, giải tán. Quyết Minh Cổ bước tới rồi nhìn Ngô Bình với ánh mắt vô cùng sùng bái, các anh em đều muốn cảm ơn thủ trưởng. Ngô Bình lắc đầu, cảm ơn xong rồi thì về đi. Đuổi mọi người đi xong, anh hỏi Quyết Minh Cổ, hôm qua đại quân tà ma xâm lược rất đông, lần nào cũng có quy mô lớn vậy à? Quyết Minh Cổ lắc đầu, đây là lần đầu tiên trong 50 năm qua, đại quân của tà ma có quy mô lớn như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình cau mày, lần đầu tiên trong 50 năm ư. Xem ra vận may của tôi tốt quá nhỉ. Quyết Minh Cổ, nếu tối qua không có thủ trưởng thì chắc phải có trên 2.000 lính bỏ mạng mất. Ngô Bình, thôi, nói mãi làm gì, dẫn tôi đến đại trướng. Đại trướng là nơi thần tướng chỉ huy quân đội, vì Kim Huyền Bạch không ở đây nên nơi này đã để trống nhiều năm. Đại trướng rất rộng, Ngô Bình cho người gọi 4 thống lĩnh đến để họp. Đây cũng là buổi họp đầu tiên sau khi anh lên nhận chức. 4 thống lĩnh nhanh chóng có mặt, gồm Chu Thiên Cương của Sư đoàn 1, Dương Thiên Hóa của Sư đoàn 2, Lư Thiên Thuần của Sư đoàn 3 và Vu Thiên Chính của Sư đoàn 4. Họ đều là cao thủ dưới trướng của Kim Huyền Bạch, tu vi đều ở cảnh giới tiên quân. Tối qua, Ngô Bình đã thể hiện bản thân khiến họ vô cùng kính nể, nên bây giờ ai cũng có thái độ cung kính với anh. Ngô Bình cười nói, 4 vị thống lĩnh, tối qua các vị và các anh em chiến sĩ đều vất vả rồi. Thủ trưởng mới là người vất vả nhất ạ, cả 4 người cùng đồng thanh. Ngô Bình, để tôi giới thiệu, tôi là tả thần tướng mới, tên Ngô Bình. Từ giờ, tôi sẽ trấn thủ đảo Thanh Long, để giải quyết các vấn đề. Lư Thiên Thuần đứng dậy, đây là một người có tác phong nho nhã, mặc trường sam triều minh, ông ấy chắp tay với Ngô Bình, thủ trưởng, tôi là Lư Thiên Thuần thống lĩnh của Sư đoàn 3. Hôm qua, thủ trưởng đã vất vả cứu chữa cho các binh sĩ, tôi thay mặt các anh em cảm ơn thủ trưởng. Ngô Bình, đừng khách sáo, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử với nhau mà. Một người khác cao lớn khôi ngô, mặt đen như than, râu cứng như sắt mặc áo giáp nói, thủ trưởng, tôi là Vu Thiên Chính của Sư đoàn 4. Tối qua, thủ trưởng đã cứu con trai tôi vô cùng cảm kích, tôi xin dập đầu thay lời cảm ơn. Ngô Bình, tối qua, con trai của thống lĩnh Vũ cũng bị thương ư. Vu Thiên Chính gật đầu, vâng, nếu không có thủ trưởng cứu chữa thì e nó không qua khỏi rồi. Nó đang ở bên ngoài, rất muốn vào cảm ơn thủ trưởng. Chương 903, cuộc họp tại quân doanh. Ngô Bình cười nói, được, bảo người đó vào đi. Vu Thiên Chính quay lại hô to, một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai bước vào. Ngô Bình nhìn thấy anh ta liền nhớ ra, đây là một trong 30 người bị thương được anh chữa khỏi, vết thương khá nghiêm trọng vào thời điểm đó. Chào thủ trưởng, thiếu niên quỳ trên mặt đất hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, đứng dậy đi. Thiếu niên đứng dậy nhìn anh đầy biết ơn. Ngô Bình hỏi, cậu tên gì? Báo cáo thủ trưởng, tôi tên là Vu Tương Đình. Ngô Bình, ừ, tốt lắm, là một hạt giống tốt, ngày hôm qua cậu dũng mãnh giết địch, vì cứu đồng đội nên mới rơi nguy hiểm, là một hảo hán. Tôi có 3 viên đại luyện hình đan ở đây, tôi sẽ thưởng cho cậu. Vu Tương Đình mừng rỡ, đưa hai tay nhận viên đan, cảm ơn thủ trưởng.
Sau khi Vu Tương Đình đi ra ngoài, Ngô Bình đi thẳng vào vấn đề và nói, bốn vị thống lĩnh, nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi đến đây là tìm người bị quỷ ám. Nói đến vấn đề này, Vu Thiên Chính nói, thủ trưởng, vấn đề này thực sự là ưu tiên hàng đầu. Trong một tháng qua, hàng trăm anh em của chúng tôi đã bị giết bởi yêu ma. Nhưng chúng tôi không biết yêu ma là ai, nên chúng tôi không thể làm gì được. Ngô Bình nói, điều này thực ra rất dễ dàng. Tôi sẽ sắp xếp một thế trận và để tất cả binh lính lần lượt tiến vào thế trận. Thế trận lớn sẽ khiến yêu ma cực kỳ khó chịu, và người bị quỷ ám nhất định sẽ lộ ra điểm yếu. Ánh mắt mấy người sáng lên, Chu Thiên Cương nói, nếu như chúng ta có thể làm được như vậy thì tốt rồi. Thủ trưởng đúng là anh minh, tôi vô cùng khâm phục. Ngô Bình, tôi sẽ lập danh sách, lát nữa ông cho người đi chuẩn bị vật liệu. Sau khi nói xong về ác ma, Ngô Bình cười nói, tôi nghe nói rằng có rất nhiều tên bất trị trong quân doanh. Vu Thiên Chính chớp mắt, nói thủ trưởng, những tên khốn này rất kiêu ngạo. Một số trung đoàn đã bị chúng kiểm soát hoàn toàn, và chúng không nghe lời chúng tôi. Ngô Bình hỏi, ồ, chúng đã kiểm soát được cả trung đoàn rồi sao? Chu Thiên Cương, báo cáo thủ trưởng, những người này có chống lưng lớn, vì vậy tất cả mọi người trong trung đoàn đều sẵn sàng đi theo họ. Ngô Bình, nói cho tôi biết, ai là kẻ ngang ngược nhất? Dương Thiên Hóa, trong sư đoàn 1, người mạnh nhất là Trương Tín Lăng của thần chú môn. Người đàn ông này là con trai út của môn chủ thần chú môn. Kẻ đó có rất nhiều bùa chú cổ xưa, ngay cả tôi cũng từng bị hắn bày trò. Bây giờ 8 trung đoàn dưới quyền chỉ huy của tôi thì có 2 trung đoàn đã bị hắn kiểm soát, đó là trung đoàn 3 và trung đoàn 5. Vu Thiên Chính, trong trung đoàn 4 của tôi cũng có một người, tên là Thân Lục Giáp, hắn cũng kiểm soát một trung đoàn. Hắn đã nhiều lần cãi lại tôi trước mặt mọi người, nhưng tôi không có cách gì đối phó với hắn. Người này này xuất thân từ một gia tộc bất tử, sống trong động thiên, mấy năm gần đây mới bắt đầu tiếp xúc với ngoại giới, bất kỳ pháp bảo nào trong tay hắn đều có thể khiến tôi bị thương. Nghe vậy, Ngô Bình nói, nếu không thể trấn áp được 2 người này, những người còn lại tất nhiên không nghe theo các người. Lư Thiên Thuần thở dài, đúng vậy, thủ trưởng nói chí phải, đó là lý do tại sao tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngô Bình lạnh nhạt nói, 2 người này nhất định phải trừng phạt, tôi sẽ nghĩ biện pháp. Không lâu sau, những sĩ quan còn lại cũng đến, bao gồm sĩ quan hậu cần, sĩ quan vũ khí, sĩ quan quân y, v.v. và chính thức gặp gỡ Ngô Bình. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người ra về. Ngô Bình gọi Quyết Minh Cổ của sư đoàn 1 tới và hỏi anh ta, anh có biết Trương Tín Lăng không? Anh ta nói, báo cáo thủ trưởng, Trương Tín Lăng ngang ngược hoành hành, hắn sử dụng thanh long quân của chúng ra vô cùng ngang nhiên. Hắn không bao giờ tham gia vào các trận chiến, cũng không để người của 2 trung đoàn tham gia vào các trận chiến. Thay vào đó, hắn tụ tập đánh bạc mỗi ngày, rời khỏi đảo Thanh Long mà không được phép. Hắn ra ngoài chơi, thậm chí còn đưa phụ nữ lên đảo, điều này đã khiến khí thế của sư đoàn 1 đi xuống. Chưa kể, hắn đã giết một số tướng du kích không chịu tuân lệnh hắn. Ngô Bình híp mắt, hắn từng giết tướng du kích sao? Quyết Minh Cổ, vâng, các tướng lĩnh của 2 trung đoàn cũng bị hắn kiểm soát, tôi nghe nói rằng hắn đã sử dụng bùa chú để điều khiển mọi người. Ngô Bình nói, ừ, tôi biết rồi, anh đi ra đi. Mọi người ra về, Ngô Bình trở về doanh trại của mình để thiền định và luyện tập. Trải qua trận chiến ngày hôm qua, thể lực của anh cực kỳ tiêu hao, nhưng anh thu hoạch được không ít, hiện tại có thể cảm nhận được pháp một cách rõ ràng, anh đã gần như ngưng tụ được pháp bàn. Thỉnh thoảng anh đứng dậy đánh vài chiêu, đá vài cái, rồi tiếp tục ngồi xếp bằng. Pháp là hư ảo, rõ ràng rất gần, nhưng muốn chạm vào lại cảm thấy xa vời. Đến giờ cơm tối, có người bưng thức ăn tới, một người lính mở hộp thức ăn bưng thức ăn lên bàn. Ngô Bình liếc mắt nhìn đồ ăn. Sau đó híp mắt, đồ ăn có độc. Anh cười và hỏi, ai đã làm các món ăn? Người lính cung kính nói, thưa thủ trưởng, đó là do đầu bếp giỏi nhất trong bếp ăn làm. Ngô Bình nói, ừ, món ăn này không tồi, cậu gọi quản lý bếp và đầu bếp nấu cơm tới đi, tôi có chuyện muốn hỏi bọn họ. Người lính nói, vâng, tôi đi ngay. Chưa đến mấy phút, một đầu bếp to béo và một người đàn ông trung niên mặt tròn mập mạp đi vào, bọn họ quỳ rạp trên mặt đất kính chào thủ trưởng. Ngô Bình hỏi, trong 2 người ai là đầu bếp? Đầu bếp to béo vội vàng nói, là tôi ạ. Ngô Bình, tôi hỏi ông, ngoài ông ra còn có ai đụng vào món này không? Đầu bếp nói, thưa thủ trưởng, có 2 người chạy việc và một người đưa đồ ăn. Ngô Bình, đi gọi 2 người chạy việc. Đầu bếp đi ra ngoài, sau khi đi,
quản lý nghĩ tới điều gì, chợt lo lắng hỏi, thủ trưởng, đồ ăn có vấn đề gì sao? Ngô Bình, trong món ăn có độc, chất độc không màu không vị, có thể đầu độc chết tiên tôn. Quản lý run lên, vội vàng nói, thủ trưởng, do tôi làm không tròn bổn phận, xin hãy trừng phạt tôi. Ngô Bình lạnh lùng nói, trừng phạt ông có ích lợi gì sao? Ông cho rằng là đầu bếp hạ độc sao? Quản lý vội vàng lắc đầu, thủ trưởng, tuyệt đối sẽ không. Đầu bếp là do tôi đích thân tuyển chọn, chúng tôi rất thân, tôi cũng biết rõ về ông ta. Ngô Bình, nếu ông ta là yêu ma thì sao? Quản lý sửng sốt, đúng vậy, nếu là bị yêu ma nhập vào, cho dù có quen thuộc cỡ nào cũng vô dụng. Thấy ông ta không nói lời nào, Ngô Bình nói, được, ông về thì hãy trông chừng phòng bếp, đừng để cho chuyện tương tự như vậy phát sinh lần nữa. Quản lý bếp nói, thủ trưởng, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tôi lo lắng trong bếp ăn có yêu ma, những yêu ma này thật sự rất khó đề phòng. Ngô Bình, tôi sẽ giải quyết vấn đề yêu ma. Lúc này đầu bếp đã trở lại, hai người chạy việc cũng đi theo. Ngô Bình mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật và thấy rằng một trong số họ có linh hồn kỳ lạ. Rất khó để tìm ra con quỷ, nhưng anh đã tiếp xúc với chúng rất nhiều, và anh cũng đã tìm ra một số mánh khóe. Ví dụ, linh hồn của một người bị quỷ ám rõ ràng mạnh hơn người bình thường. Linh hồn của người này tương đối mạnh mẽ, không yếu hơn một cao thủ nhân tiên cảnh giới thứ hai, nhưng tu vi của anh ta rất yếu, chỉ ở cảnh giới luyện khí. Hơn nữa, một người có linh hồn mạnh mẽ như vậy nhất định phải có thiên phú tốt, không thể nào làm chân chạy việc ở bếp được. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi, anh tên gì? Người đàn ông cung kính nói, thưa thủ trưởng, tôi tên là Vương Tiểu Nhị. Ngô Bình, Vương Tiểu Nhị, anh xem đây là cái gì? Anh ném 8 cái long ấn xuống đất, Vương Tiểu Nhị liếc nhìn, tôi không nhận ra. Ngô Bình, nhặt đi. Vương Tiểu Nhị tiến tới cầm lấy 8 cái long ấn, nhưng vừa đến gần, anh ta đã bị một lực lượng vô hình đánh bật ra xa, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ngô Bình biết ngay là anh ta có vấn đề, liền nắm lấy cổ tay anh ta, lạnh lùng nói, đúng là yêu ma. Đôi mắt của Vương Tiểu Nhị trở nên tối đen như mực, anh ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến mức hất tay Ngô Bình ra. Nhưng Ngô Bình quá mạnh, anh ta vừa cử động cánh tay liền bị đè xuống đất, giãy giụa thế nào cũng vô ích. Chương 904, diệt trừ yêu ma. Ngô Bình bóp mặt hắn, bắt hắn nhìn mình, lạnh lùng nói, tên yêu ma này đúng là to gan, dám hạ độc tôi à. Người đó cười ngặt nghẽo, lần này tôi không giết được cậu, lần sau tôi sẽ dùng thủ đoạn cao minh hơn, cậu chết chắc. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, lập tức kích hoạt một bí thuật ở tầng thứ 3 của Như Lai Thần Công. Gọi là đại phản chân ngôn, chuyên dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái. Vừa tung chiêu ra, toàn thân yêu ma bốc ra một làn khói đen, kêu gào thảm thiết. Ngô Bình lạnh lùng nói mau, anh còn bao nhiêu đồng bọn, là những ai? Yêu ma đột nhiên kêu lên thảm thiết, tôi không nói gì hết. Dứt lời, giữa đầu lông mày yêu ma đột nhiên nổ tung, mở ra một lỗ máu to bằng đầu ngón tay, một dòng máu đen chảy ra. Ngô Bình nhíu mày, yêu ma này quyết liệt thật. Nó đã tự bạo thần hồn cùng ký chủ. Anh quăng thi thể đi, sắc mặt sầm xuống, chuyện này đã khiến anh hoàn toàn nổi giận. Gọi 4 thống lĩnh tới đây gặp tôi. 4 thống lĩnh đến lều của anh rất nhanh. Ngô Bình hỏi, vật liệu mà tôi cần đã đủ chưa? Chu Thiên Cương nói, báo cáo thủ trưởng, còn thiếu một chút, cần vài ngày nữa mới thu thập đủ. Ngô Bình nói, không đợi được nữa, các người hãy tập hợp binh lính của sư đoàn mình. Tôi sẽ dùng cách khác để tìm ra yêu ma. 4 người vâng lệnh, đi về chuẩn bị. Nửa tiếng sau, Ngô Bình xuất hiện tại sư đoàn 1. Lúc này hơn 9.000 binh lính đứng thẳng hàng, khí thế hừng hực, chờ đợi Ngô Bình kiểm tra. Dương Thiên Hóa đứng đầu tiên, đi tới trước mặt Ngô Bình và nói to, báo cáo tả thần tướng, binh lính của sư đoàn 1 đã đầy đủ, mời thủ trưởng kiểm tra. Ngô Bình gật đầu, anh đi xuyên qua không trung, đi vài bước đã bay tít lên cao. Rồi đọc Đại Phạn Thiền Âm. Đại Phạn Thiền Âm là cấp 4 của Như Lai Thần Công, còn mạnh hơn gấp trăm lần so với phiên bản của chùa Đại Thiền. Ngay khi âm thanh phát ra, tất cả những người có mặt lần lượt tiến vào ảo cảnh, họ nhìn thấy các tiên nữ giải hoa trên bầu trời, thần tiên chơi nhạc, hoa sen vàng trồi lên từ mặt đất và Phật quang từ trên trời giáng xuống. Ngay cả Dương Thiên Hóa cũng bị ảnh hưởng, vội ổn định tâm thần. Ngô Bình vừa niệm Đại Phạn Thiền Âm vừa quan sát gần 10.000 binh lính. Lúc đầu thì không sao, mọi người không khác gì nhau. Hơn 10 giây sau, khuôn mặt của vài người trong sân bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vẻ dữ tợn, con người trở nên đen kịt.
Dương Thiên Hóa đã chuẩn bị từ lâu, hễ thấy người nào có triệu chứng là lập tức đưa người vào tầm kiểm soát. Hết người này đến người khác không thể chịu nổi sức mạnh của đại phản thiên âm, 10 người, 20 người, và cuối cùng 105 người lộ rõ bản chất ma quỷ và bị khống chế tại chỗ. Sau khi niệm một đoạn đại phản thiên âm, vô số binh lính đã quỳ xuống đất và thành tâm quỳ bái anh để bày tỏ sự quy thuận của họ. Dương Thiên Hóa vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói, thủ trưởng, không ngờ lại có nhiều ác ma nội gián như vậy. Bây giờ chúng ta đã bắt được hết, về sau có thể yên tâm dẫn quân. Ngô Bình nói, trông chừng chúng, tôi đi vẽ bùa. Trở lại doanh trại, anh lấy ra bút phù, tay phải ấn xuống bát bộ long ấn, tay trái viết. Anh muốn mượn sức mạnh của long ấn để vẽ một lá bùa phong ấn yêu ma. Với sự trợ giúp của sức mạnh của bát bộ long ấn, anh nhanh chóng vẽ ra một lá bùa, sau đó là lá bùa thứ hai và thứ ba. Sau khi vẽ liên tiếp 25 lá bùa, cơ thể anh cảm thấy trống rỗng một lúc nên lập tức dừng viết, quay lại sân với 25 lá bùa phong ấn yêu ma. Anh ấn một lá bùa lên trán tên lính bị quỷ ám, lập tức một luồng khí đen thấm vào giấy bùa, trong lá bùa ẩn hiện một khuôn mặt dữ tợn, như sắp phá tung lá bùa thoát ra vậy. Ngô Bình ném lá bùa xuống đất, sau đó nhặt bát bộ long ấn lên và ấn mạnh lên. Một tiếng hét vang lên, con quỷ trong lá bùa bị giết bởi long ấn, sau đó bị đốt cháy cùng với lá bùa, biến thành tro bay. Binh lính sau đó tỉnh táo lại, nhưng thân thể có chút suy yếu, mềm nhũn nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Ngô Bình nói với Dương Thiên Hóa, hãy sử dụng hết 24 lá bùa còn lại. Dương Thiên Hóa vâng lệnh, mất nửa giờ để giết từng con quỷ trong cơ thể của 24 người lính. Sau nửa giờ, Ngô Bình cũng gần như hồi phục, liền vẽ tiếp 25 lá bùa, bảo Dương Thiên Hóa tiếp tục cứu người. Bằng cách này, sau 4 giờ, tất cả lũ quỷ đã bị quét sạch và 105 binh sĩ đã được giải cứu thành công. Sau khi cứu người cuối cùng, Dương Thiên Hóa cười nói, thủ trưởng, hiện tại yêu ma đã bị diệt sạch, thủ trưởng quả là anh minh. Ngô Bình, thống lĩnh Dương, tôi muốn ông phong tỏa tin tức, nghiêm cấm binh lính ra ngoài. Rõ. Lúc này Ngô Bình nhìn thấy trong đám người có một nhóm người đi thẳng ra ngoài. Tả thần tướng là anh còn ở chỗ này, vậy mà những người này lại tự ý rời đi, thật là to gan. Anh trầm giọng hỏi, Dương Thiên Hóa, việc này là sao? Sắc mặt Dương Thiên Hóa rất khó coi, nói thủ trưởng, hắn chính là Trương Tín Lăng. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông làm thống lĩnh mà không có chút uy nghiêm nào sao? Dương Thiên Hóa nghiến răng hét lên, Trương Tín Lăng, cút ra đây cho tôi. Đám người xôn xao cả lên, một thanh niên mặc hoa phục màu vàng kim chậm rãi đi tới, theo sau là hai vị tướng lĩnh và quân du kích. Người này chính là Trương Tín Lăng, hắn khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói, thống lĩnh gọi tôi có chuyện gì? Dương Thiên Hóa trầm giọng nói, tả thần tướng còn đang ở đây, sao cậu dám tự ý rời đi, cậu biết tội chưa? Trương Tín Lăng cười, biết tội, trên đảo Thanh Long này ai dám trừng phạt tôi? Dương Thiên Hóa trầm giọng nói, Trương Tín Lăng, đừng có hỗn xược. Trương Tín Lăng nhướng mày, nói, Dương Thiên Hóa, ai cho ông lá gan dám quát mắng tôi hả, có phải ông lại muốn nếm thử mùi vị của cuồng tâm phù, không? Nghe thấy cái tên đó, trái tim của Dương Thiên Hóa như lỡ nhịp. Nhưng Ngô Bình đang ở phía trước nên chỉ có thể tiếp tục cứng rắn nói, Trương Tín Lăng, nếu như cậu không chịu tuân theo quân lệnh, tôi chỉ có thể trừng phạt cậu theo quân pháp. Trương Tín Lăng cười ha hả, được, tôi muốn xem ông định xử lý tôi thế nào. Giết, Ngô Bình lạnh lùng nói. Dương Thiên Hóa cả kinh, lẩm bẩm, thủ trưởng, việc này. Bù, lúc này ánh kiếm lóe lên, một luồng ánh kiếm vòng quanh cổ Trương Tín Lăng. Chính Ngô Bình đã ra tay. Hắn phát ra một tiếng kêu kỳ quái, trên người hắn bộc phát ra một luồng ánh vàng, ánh kiếm chém vào ánh vàng, phát ra một tiếng đinh. Trương Tín Lăng bay ngược ra sau hơn 10 mét, sắc mặt tái nhợt, hắn đanh giọng nói, anh dám động vào tôi à? Ngô Bình không nói thêm lời nào, tung ngay ra một chưởng, sử dụng một dấu tay lớn trong không trung, một bàn tay lớn màu đen đập mạnh vào Trương Tín Lăng. Ánh vàng lại lóe lên, Trương Tín Lăng bị đánh bay mấy chục mét. Nhưng hắn vẫn bình an vô sự, hắn có bảo vật bảo vệ. Ngô Bình mặt không đổi sắc, anh phất tay một cái, sợi dây màu vàng tím bay tới trói hắn lại, nhưng ánh vàng lóe lên, sợi dây màu vàng tím dù thế nào cũng không trói được hắn. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, tay trái tung pháp ấn tiểu Tây Thiên, tay phải cầm xương thú hình kiếm, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Trương Tín Lăng, pháp ấn tiểu Tây Thiên đập mạnh xuống. Rắc, ánh sáng vàng nổ tung, Trương Tín Lăng nôn ra máu.
và pháp ấn trong tay Ngô Bình ngay lập tức xuất hiện những vết nứt. Rõ ràng là bảo bối này và pháp bảo bảo vệ của Trương Tín Lăng đều đã bị hủy diệt, lưỡng bại câu thương. Ngô Bình tiếp tục đánh xuống từ không trung, sử dụng chiêu cuối, thần long băng thiên. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, nội tạng Trương Tín Lăng như bị xé toạc, hắn hét lên, sao anh dám? Lần này, trên người hắn lại xuất hiện một luồng ánh vàng, vô cùng sáng ngời, khí tức càng mạnh mẽ hơn so với ánh vàng trước đó. Ngô Bình mặt không đổi sắc, anh cầm xương thú hình kiếm hung hăng đâm xuống, phù văn tiên thiên trong xương thú sáng lên. Dưới sự công kích của xương thú hình kiếm, ánh sáng vàng sụp đổ ngay lập tức, kiếm xương xuyên qua ngực Trương Tín Lăng khiến máu bắn tung tóe. Chương 905, giết gà dọa khỉ. Trương Tín Lăng mở to mắt, trước khi chết, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, tấm bùa hộ thân ánh vàng và tấm bùa cứu mạng ánh vàng của hắn đều bị người này phá vỡ. Ngô Bình lạnh lùng nói, Trương Tín Lăng mưu sát cấp trên, đã bị tôi xử tử. Người đâu, khiêng xác xuống. Hai người lính đến và kéo cái xác đi. Xung quanh im lặng vô cùng, các tướng lĩnh và quân du kích đi theo Trương Tín Lăng đều sợ hãi run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, sững sờ đứng đó không dám động. Ngô Bình mặt không chút thay đổi liếc bọn họ một cái, lạnh lùng nói, đưa những người này xuống dưới, nghiêm khắc thẩm vấn. Dương Thiên Hóa vừa vung tay lên liền có người mang cả nhóm rời đi, cả quá trình không ai dám nói chuyện. Khi Trương Tín Lăng chết, dũng khí của họ không còn nữa. Sau khi giết Trương Tín Lăng, Ngô Bình nói, thống lĩnh Dương, tôi cho ông một ngày. Sau một ngày, tôi hy vọng ông có thể thực sự kiểm soát sư đoàn 1. Dương Thiên Hóa lớn tiếng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Lúc này sắc trời đã lờ mờ sáng, Ngô Bình xuất hiện ở sư đoàn 2. Sư đoàn 2 đã chờ đợi trên sân từ lâu. Ngô Bình vừa đến, Chu Thiên Cương đã tiến lên nói, báo cáo thủ trưởng, sư đoàn 2 đều đã đến. Ngô Bình gật đầu, hành động như vừa nãy, khiến yêu ma sợ hãi bằng đại phản thiên âm, cuối cùng tìm ra 137 yêu ma từ sư đoàn 2. Sau khi chấn chỉnh lại sư đoàn 2, trời đã về chiều. Ngô Bình khá mệt mỏi nên bảo Chu Thiên Cương giải quyết các công việc tiếp theo, anh thì trở về lều nghỉ ngơi. Từ tối hôm qua đến giờ, anh đã tiêu hao rất nhiều, cho nên liền ăn một quả đào tiên, uống nửa vò rượu kim qua để bổ sung năng lượng. Ban đêm, anh thầm giật mình, mơ hồ nắm bắt được gì đó. Anh lập tức ngồi xếp bằng và toàn lực lĩnh hội pháp. Anh ngồi trong lều suốt đêm dài. Khi mặt trời mọc, anh đột nhiên mở mắt ra, phù văn trong mắt dập tắt. Anh duỗi tay ra, không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, không khí theo chuyển động theo ý định của anh, hình thành từng cơn lốc xoáy chết người. Đây là pháp của anh, mỗi cử chỉ đều có sức mạnh rất lớn, sức mạnh của chính anh sẽ không bị lãng phí. Có thêm sự hỗ trợ của pháp, võ công của anh cũng sẽ thăng hoa, gần như thần thông. Trong một đêm, Ngô Bình lĩnh ngộ pháp, chính thức bước vào trạng thái cực đỉnh và trở thành võ quân. Đương nhiên, hành trình võ quân vừa mới bắt đầu, bước kế tiếp chính là ngưng tụ pháp bàn. Khí tức đáng sợ kia khiến tất cả mọi người trên đảo Thanh Long kinh hãi, bọn họ âm thầm kinh ngạc, ai là người đột phá. Vào buổi sáng, Ngô Bình đến sư đoàn 3, lần này anh đã loại bỏ 96 tên yêu ma. Sau khi trở thành võ quân, võ công của anh trở nên bí hiểm hơn và hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Vào buổi chiều, anh ta đã tiêu diệt yêu ma trong sư đoàn 4 và tiêu diệt 85 yêu ma. Cho đến nay, không còn yêu ma nào ở đảo Thanh Long. Sau khi giết yêu ma cuối cùng, Vu Thiên Chính đến báo cáo thủ trưởng, tất cả yêu ma đã bị tiêu diệt. Ngô Bình ngồi ở trong lều, bình tĩnh nói, gọi thân lục giáp đến đây. Sư đoàn 4 cũng có một tên bất trị tên thân lục giáp. Người này được cho là xuất thân từ gia tộc bất tử và hành động cực kỳ kiêu ngạo. Tuy nhiên, cái chết của Trương Tín Lăng khiến gã rất cảnh giác, hai ngày nay gã rất ngoan ngoãn, thậm chí còn hủy bỏ việc đánh bạc hàng ngày. Nghe nói tả thần tướng muốn gặp mình, thân lục giáp có chút lo lắng. Trương Tín Lăng và gã đều là tên nổi loạn, nhưng tả thần tướng giết Trương Tín Lăng không hề do dự, chắc chắn là một kẻ nguy hiểm. Gã lập tức thay chiến bào, còn bảo người trải đầu tươm tất rồi mới đến gặp Ngô Bình. Ngô Bình nhìn thấy thân lục giáp, gã cũng chạc tuổi anh, hốc mắt thâm quầng, dường như đã bị rượu khoét rỗng. Thân lục giáp của trung đoàn du kích 3, sư đoàn 4 kính chào tả thần tướng. Thân lục giáp thực hiện đủ lễ nghĩa vì sợ rằng Ngô Bình sẽ tìm thấy cái cớ để giết gã. Ngô Bình nói ừ rồi bảo, đứng dậy nói đi. Thân lục giáp đứng thẳng nhưng cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Ngô Bình. Ngô Bình nhìn gã, thân lục giáp, nghe nói anh rất kiêu ngạo.
ngay cả Vu Thiên Chính cũng không ra lệnh được cho anh. Thân Lục Giáp lập tức nói, thủ trưởng, trước đây thuộc hạ hồ đồ, từ nay về sau thuộc hạ sẽ thay đổi hoàn toàn. Thống lĩnh Vu yêu cầu tôi làm gì tôi đều sẽ làm, tuyệt đối không làm trái. Ngô Bình biết rằng cái chết của Trương Tín Lăng khiến những người này vô cùng sợ hãi, anh cười lạnh, thật sao? Còn những tội ác mà anh đã phạm trong quá khứ thì sao? Thân Lục Giáp cả kinh, quỳ rạp trên mặt đất, nói thủ trưởng, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ nhất định sẽ thay đổi. Xin thủ trưởng hãy cho thuộc hạ một cơ hội. Ngô Bình nói, được, tôi sẽ cho anh một cơ hội. Từ ngày mai, anh sẽ đi theo tôi và làm một số công việc. Nếu anh cư xử tốt, tôi sẽ tha cho anh. Nếu anh cư xử không đúng mực, tôi sẽ giết anh để trừng phạt răn đe mọi người. Thân Lục Giáp thở phào nhẹ nhõm, rõ, thuộc hạ tuân lệnh. Thấy Thân Lục Giáp thực sự sợ hãi, Ngô Bình không quan tâm gã nữa, nói với Vu Thiên Chính, thống lĩnh Vu, tôi có chuyện muốn hỏi ông. Những ngày này, Ngô Bình cũng nghe ngóng được rất nhiều chuyện, ví dụ như Vu Thiên Chính là tâm phúc của Kim Huyền Bạch, ông ấy là người có thể tin tưởng được. Vu Thiên Chính nói, vâng, thưa đại nhân. Hai người đi vào thư phòng bên trong, Ngô Bình tự mình pha một bình trà, nói, uống trà đi. Vu Thiên Chính cầm chiếc cốc bằng cả hai tay và ngồi sang một bên. Ngô Bình, đừng câu nệ, tôi chỉ muốn nói chuyện phiếm với ông. Ông Vu, ông và thần tướng Kim có mối quan hệ tốt, phải không? Vu Thiên Chính lập tức ngồi thẳng người, thần tướng đại nhân là ân nhân cứu mạng của tôi, tu vi của tôi là do thần tướng ban cho. Ngô Bình gật đầu, ừ, lần này tôi có ba nhiệm vụ. Thứ nhất là trừ tà, đến nay coi như đã hoàn thành. Thứ hai là chấn chỉnh kỷ luật quân đội, hiệu quả không tệ, sẽ không quá lâu để kỷ luật quân đội được khôi phục. Nhiệm vụ cuối cùng, tôi phải tiêu diệt thế lực do quân sư để lại. Nghe vậy, Vu Thiên Chính khẽ thở dài và nói, nếu thủ trưởng không nói với tôi cũng có thể đoán được. Ngô Bình, thần tướng Kim không nói nhiều với tôi, cho nên tôi muốn hỏi ông. Vu Thiên Chính trầm mặc vài giây, nói, được. Tôi sẽ nói cho thủ trưởng. Theo lời Vu Thiên Chính, sau khi Kim Huyền Bạch trở thành thần tướng, đệ tử của thánh nhân đã gia nhập Thanh Long Quân và làm quân sư. Quân sư là phụ tá của thần tướng, nhưng vị quân sư này rất phô trương, không ngừng sắp xếp thân tín trong quân đội, muốn lật đổ Kim Huyền Bạch. Lúc đầu, Kim Huyền Bạch đều chịu đựng tất cả, ông ấy nghĩ rằng chỉ cần có thể diệt yêu ma, để quân sư nắm quyền cũng được. Cho đến một lần, một số lượng lớn ma quỷ xâm nhập. Một số yêu ma mạnh mẽ đã giữ chân Kim Huyền Bạch, những người lính còn lại chiến đấu hết mình. Tuy nhiên, quân sư đã ra lệnh cho khoảng 20 trung đoàn dưới quyền mình không làm gì hết, khiến bên Kim Huyền Bạch bị tổn thất nặng nề. Trong trận chiến này, Thanh Long quân bị tổn thất nặng nề, với hơn 3.000 người chết và hơn 5.000 người bị thương. Kim Huyền Bạch cuối cùng cũng nổi giận, dùng một chưởng đánh trọng thương quân sư. Quân sư không phải là đối thủ của Kim Huyền Bạch, liền dùng bí thuật chạy trốn. Nếu không đã bị Kim Huyền Bạch chặt đầu từ lâu. Sau đó Kim Huyền Bạch xử tử những thống lĩnh, tham tướng, quân du kích không ra tay, ngày đó máu chảy thành sông, hơn 3.000 người bị chém đầu công khai. Nếu như thánh nhân không tới, Kim Huyền Bạch ngày đó ít nhất đã giết 8.000 người. Nói đến thánh nhân, trong mắt Vu Thiên Chính hiện lên sự sợ hãi, ông ấy nói, thánh nhân thật sự quá mạnh, chỉ nói một câu mà thần tướng quỳ rạp trên mặt đất, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ngô Bình nheo mắt lại, anh đã nhiều lần nghe người ta nhắc tới vị thánh nhân này, bèn hỏi, ông Vu, ông cảm thấy cái người được gọi là thánh nhân đó có tu vi thế nào? Chương 906, nhà họ Thân ở Côn Luân. Vu Thiên Chính trầm mặc chốc lát, nói, không thể phán đoán. Nhưng ít nhất cũng là tiên quân bất tử cảnh giới động tàng, thậm chí có thể là bán bộ thiên tiên. Ngô Bình, đáng lý ra, nếu người đó là tiên quân hoặc là bán bộ thiên tiên thì hẳn là đã sớm đột phá thiên tiên rồi. Vì sao còn chưa rời đi? Vu Thiên Chính, thuộc hạ cũng thấy rất lạ, thế gian này dù tốt cỡ nào cũng không thể so với tiên giới, người đó không có lý do gì không rời đi. Hay người đó vốn là thiên tiên? Bàn luận cái này cũng vô nghĩa, bất kể tu vi của đối phương như thế nào, anh cũng không thể chống lại. Cho nên thánh nhân giam thần tướng ở nơi đó, không cho phép rời đi. Vu Thiên Chính nói, đúng vậy, thánh nhân muốn phế bỏ vị trí của thần tướng. Nhưng vị trí của thần tướng là do các nước xung quanh cùng bầu chọn, ngay cả thánh nhân cũng không đủ tư cách để loại bỏ, vì vậy chỉ có thể giam cầm thần tướng ở một nơi. Nói đến đây, Vu Thiên Chính nhìn Ngô Bình và nói, thủ trưởng, thần tướng phái thủ trưởng đến đây ắt hẳn là muốn giao Thanh Long quân cho thủ trưởng. Ngô Bình giật mình, ông đoán thế sao?
Vu Thiên Chính, không phải đoán mò, đó là chuyện đương nhiên. Thần tướng không thể trở về trong thời gian ngắn, Thanh Long quân cũng không thể thiếu chỉ huy dù chỉ một ngày. Thủ trưởng có sức mạnh phi thường, y thuật cao minh, lại còn thông thạo thuật luyện đan. Thủ trưởng sẽ là thần tướng của Thanh Long quân, không còn ai phù hợp hơn. Thuộc hạ tin rằng thần tướng cử thủ trưởng đến đây là để kiểm tra thực lực của thủ trưởng. Ngô Bình không có hứng thú với việc làm thần tướng, nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi không thể trở thành thần tướng. Đúng rồi, không phải có phó tướng sao? Người đó đâu rồi? Anh nhớ ra, từng có một vị phó tướng họ Chu đi mời Kim Huyền Bạch xuống núi. Vu Thiên Chính nói, phó tướng Chu đã bị thuyên chuyển đến Bạch Hổ Quân. Ngô Bình không hỏi thêm gì nữa, bèn nói, bây giờ tôi muốn biết ai là người thuộc phe quân sư. Vu Thiên Chính hai tay lấy từ trong túi ra một danh sách, nói, thủ trưởng, tôi đã chuẩn bị rất lâu, tất cả đều được viết trên đó. Ngô Bình liếc nhìn danh sách và hỏi, ông Vu, ông nghĩ tại sao những người này lại đứng về phía quân sư? Vu Thiên Chính, nguyên nhân rất đơn giản, thánh nhân rất mạnh. Ngô Bình, thánh nhân hay Thục Sơn kiếm phái mạnh hơn? Vu Thiên Chính do dự một lúc rồi nói, thật khó để so sánh. Thục Sơn kiếm phái có lịch sử lâu đời, tu vi của thánh nhân không thể lường được. Nhưng với tư cách là những người lính, Thục Sơn kiếm phái cũng giống như thánh nhân, đó là một sự tồn tại mà chúng tôi không dám mạo phạm. Ngô Bình, tôi là đệ tử ưu tú của Thục Sơn kiếm phái, xem ra cần phải cho bọn họ biết. Nói đến đây, ông ấy hiểu ý của Ngô Bình, nói ý thủ trưởng là tiết lộ danh tính của thủ trưởng để chống lại sức ảnh hưởng của thánh nhân. Ngô Bình gật đầu, thánh nhân ở xa tận chân trời, chúng ta ở gần trước mắt, bọn họ hẳn là hiểu rõ ai đáng sợ hơn. Vu Thiên Chính cười nói, thuộc hạ sẽ bảo người truyền tin tức đi. Vu Thiên Chính lui xuống, Ngô Bình liếc nhìn danh sách và cất nó đi. Anh không có địch ý với quân sư, khi đối mặt với một sự tồn tại mạnh mẽ, đưa ra lựa chọn như thế cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần anh đủ mạnh, cho dù là người Kim Huyền Bạch hay là người của quân sư cũng đều sẽ trở thành người của anh. Thân Lục Giáp đi vào, pha một chén trà cho Ngô Bình, nịnh nọt hỏi, thủ trưởng, tôi nghe người bên ngoài nói thủ trưởng là đệ tử Thục Sơn. Ngô Bình ừm một tiếng, đệ tử ưu tú. Thân Lục Giáp giơ ngón tay cái lên, thủ trưởng thật là lợi hại, trở thành đệ tử của Thục Sơn kiếm phái khó khăn lắm. Ngô Bình không có ác ý với Thân Lục Giáp, bây giờ gã vẫn chưa gây chuyện, vì vậy anh nói chuyện phiếm với gã, đương nhiên, chỉ những người đứng đầu danh sách nhân tiên mới có cơ hội. Thân Lục Giáp rất phối hợp, thủ trưởng có phải là người đầu tiên trong danh sách nhân tiên không? Ngô Bình, những người đó quá yếu, để tôi đứng đầu thật nhàm chán. Thân Lục Giáp cảm thán, thủ trưởng đúng là quá xuất chúng. Khó trách có thể trở thành đệ tử ưu tú. Ngày đó tôi nhìn thấy thủ trưởng chém yêu, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Tôi đoán rằng thủ trưởng ít nhất cũng phải là thiên sư nhân tiên cảnh giới thứ tư. Cho dù là cả địa tiên giới cũng chẳng có mấy nhân tiên cảnh giới thiên sư. Ngô Bình nói, Thân Lục Giáp, nói về anh đi. Nghe nói phía sau anh có một gia tộc bất tử, có cả động thiên. Thân Lục Giáp khẽ thở dài, nói thật với thủ trưởng, nhà họ Thân của tôi đúng là một gia tộc có truyền thừa xa xưa, xét về thực lực có lẽ không yếu hơn Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên, con cháu của họ Thân lại rất nhiều, tôi chỉ là một nhánh phụ, không lấy được nhiều tài nguyên. Ngô Bình không ngờ Thân Lục Giáp lại có thân phận như vậy, liền hỏi, nhà họ Thân các người sống ở đâu? Thân Lục Giáp, nhà họ Thân sống trong một động thiên ở Côn Luân. Trong hang động, ngoại trừ nhà họ Thân thì đều là nô lệ và người hầu của nhà họ Thân chúng tôi. Ở đó, nhà họ Thân giống như một vị hoàng đế. Ngô Bình rất ngạc nhiên, anh không ngờ ở Côn Luân lại tồn tại một nơi như vậy. Anh hỏi, nhà họ Thân các người không đi ra ngoài sao? Thân Lục Giáp, hang động đủ lớn và có vô số bảo vật, để tránh bị xâm nhập, nhà họ Thân luôn đóng cửa với thế giới bên ngoài. Chỉ thỉnh thoảng cử người kiểm tra bên ngoài một lần, xem có những thay đổi lớn ở thế giới bên ngoài không. Nói tới đây, gã thở dài, thật ra tôi cũng không muốn ra ngoài. Tuy tôi là con thứ, nhưng sống trong đó cũng giống như hoàng tộc, có thể làm mưa làm gió. Nhưng sau khi bố tôi qua đời, anh trai tôi muốn giết tôi. Tôi bị ép buộc đến mức không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm cớ để trốn thoát. Ngô Bình biết rằng những gì Thân Lục Giáp nói là nửa thật nửa giả. Nhưng anh không quan tâm và nói, hãy theo tôi và làm việc chăm chỉ, và một ngày nào đó, anh sẽ có triển vọng hơn cả anh trai mình. Hai mắt Thân Lục Giáp sáng lên, nói tôi biết thủ trưởng là người xuất chúng mà, thủ trưởng đã tiến vào cảnh giới võ quân sao? Ngô Bình có chút kinh ngạc, thầm nghĩ đúng là tinh mắt, liền hỏi, làm sao anh nhìn ra?
Thân Lục Giáp nói, thủ trưởng không phải là địa tiên, nhưng lại có thực lực có thể sánh với tiên quân, còn giết tà ma mở đường, tất nhiên sẽ là võ quân. Ngô Bình lạnh nhạt nói, khi đó tôi không phải võ quân. Toàn thân Thân Lục Giáp chấn động, thiên sư mà có thể diệt yêu dẫn đường, thủ trưởng này thật mạnh. Trò chuyện một hồi, Ngô Bình nói, ra ngoài đi dạo với tôi. Ngô Bình đi dọc theo rìa đảo Thanh Long, cạnh biển có một bãi biển, chất lượng cát rất tốt. Anh có thể cảm thấy rằng hòn đảo đang di chuyển nhanh chóng trong đại dương và toàn bộ đảo Thanh Long dường như đang sống. Lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống. Đây là một người phụ nữ mặc một bộ chiến giáp màu bạc, thân hình cao lớn, trước sau lồi lõm, tay cầm một đôi thương màu hồng. Cô ấy đáp xuống cách đó không xa, nhìn thấy cô ấy, sắc mặt Thân Lục Giáp liền biến đổi, vội vàng nói, thủ trưởng, đi thôi. Ngô Bình đứng yên, cau mày nói, sao anh lại bỏ chạy? Cô ấy là ai? Vẻ mặt Thân Lục Giáp lo lắng, gã nói, thủ trưởng, cô ấy là thần tướng của Võ Huyền Quân, Kỷ Nhược Phi. Ngô Bình, cô ấy đến Thanh Long Quân của tôi để làm gì? Đòi nợ, Thân Lục Giáp nói. Sau khi Thân Lục Giáp nói xong, người phụ nữ đột nhiên nhìn sang, thân hình của cô ấy lóe lên một cái, cô ấy đã ở trước mặt Ngô Bình. Cô ấy nhìn Ngô Bình và nói, anh là ai? Chương 907, Nữ Thần Tướng. Ngô Bình, thật buồn cười, cô đến Thanh Long Quân mà hỏi tôi là ai, thế cô là ai? Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, anh cũng to gan thật. Thanh giáo trong tay cô ấy nhắm vào vai Ngô Bình di chuyển sang một bên vài bước để tránh. Đánh hụt một phát, người phụ nữ chậc một tiếng, có chút bản lĩnh. Tâm trạng bổn thần tướng không tốt, cho nên phải chút giận lên đầu anh. Cô ấy di chuyển, hai ngọn giáo của cô biến thành hai luồng ánh sáng bạc, lao về phía Ngô Bình. Khi đối phương ra tay, Ngô Bình ngay lập tức rút kiếm Hắc Long và chiến đấu. Anh đã có pháp của riêng mình, mỗi chiêu đều vô cùng lợi hại, kiếm và giáo va chạm, mỗi đòn đều phát ra tiếng vang lớn như long trời lở đất. Sau 10 chiêu, Kỷ Nhược Phi nói, cũng ra gì đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Ngay lập tức, tốc độ chuyển động của cô ấy tăng gấp đôi, 3.000 bóng giáo cùng đánh tới. Chiêu tất sát của cô ấy là thứ mà những tiên quân bình thường không thể xử lý được. Tốc độ chuyển động của Ngô Bình cũng ngay lập tức tăng gấp đôi, và hàng ngàn bóng kiếm xuất hiện trong không khí, theo sau đó là tiếng kiếm và giáo va chạm dày đặc. Hai người đồng thời lui về phía sau, Ngô Bội cảm thấy cánh tay phải tê dại, cô gái này thật lợi hại. Kỷ Nhược Phi nhìn chằm chằm Ngô Bình, nói, anh là nhân tiên, làm sao có thể địch lại bổn thần tướng chứ? Thân Lục Giáp sợ tới mức trốn ở phía xa, hét lên, thủ trưởng của tôi là võ quân, sức mạnh của anh ấy không kém hơn cô đâu. Nghe tin Ngô Bình là võ quân, Kỷ Nhược Phi thầm giật mình, cô ấy nhìn Ngô Bình lại một lần, nói, tôi là thần tướng Huyền Vũ, Kỷ Nhược Phi, anh là ai? Ngô Bình, tả thần tướng của Thanh Long Quân, Ngô Bình. Kỷ Nhược Phi, thì ra là tả thần tướng mới, vừa hay. Cô ấy cất thanh giáo bạc đi, lập tức tóm lấy tay Ngô Bình như sợ anh chạy thoát, trả tiền đi. Ngô Bình bị bắt lấy cổ tay đòi nợ liền nhíu mày, tôi nợ cô cái gì? Nợ tiền sao? Kỷ Nhược Phi cười khẩy, anh không nợ tôi mà là Thanh Long Quân nợ tôi. Ngô Bình không biết tình hình nên nhìn Thân Lục Giáp. Thân Lục Giáp chạy đến và nói, báo cáo thủ trưởng, lúc trước đã có một số lượng lớn yêu ma xâm lược, nhưng quân sư không điều binh. Thần tướng không còn cách nào khác ngoài việc hứa hẹn rất nhiều tiền và yêu cầu quân đội Huyền Vũ chi viện. Kỷ Nhược Phi, tôi đã dẫn binh giúp các người diệt yêu ma. Kim Huyền Bạch đã hứa với tôi 1.000 bảo vật, nhưng ông ta đột nhiên rời khỏi Thanh Long Quân. Thanh Long Quân các người nhất định phải trả món nợ này. Ngô Bình hất tay cô ấy ra và nói, thần tướng Kim nợ tiền cô thì cô đi mà tìm thần tướng Kim. Kỷ Nhược Phi tức giận, anh nói cái gì? Muốn quỵt nợ à? Ngô Bình cười lạnh, quỵt nợ. Tôi không biết cô, vì sao phải trả tiền cho cô? Cô nói nợ cô 1.000 pháp bảo, cô có chứng cớ sao? Kỷ Nhược Phi vô cùng tức giận, cười lạnh liên tục, không thừa nhận. Được, tôi lập tức mang người tới. Giải tán đảo Thanh Long của anh, sau đó tôi sẽ đích thân canh giữ nơi này, chờ quân nhu của các người tới, tôi sẽ mang chúng đi ngay lập tức. Ngô Bình thầm nghĩ người phụ nữ này thật quyết đoán, cô ấy thực sự muốn chặn cửa. Anh suy nghĩ một chút, liền cười nói, Kỷ tướng quân, vừa rồi tôi nói thế là vì tức giận, nợ tất nhiên phải trả. Nhưng cô cũng biết đấy, tình hình của Thanh Long quân của chúng tôi rất đặc thù, giờ làm sao có để trả lại cho cô. Hay như thế này nhé, cô trở về trước đi. Tầm chục năm sau để thần tướng mới trả tiền.
Vớ vẩn, Kỷ Nhược Phi muốn đâm chết Ngô Bình, tôi không thể chờ đợi dù chỉ nửa năm. Bây giờ Huyền Vũ quân của chúng tôi đang phải đối mặt với sự xâm lược dày đặc của yêu ma và chịu tổn thất nặng nề. Bây giờ chúng tôi cần khẩn cấp 1000 pháp bảo. Ngô Bình sửng sốt và hỏi, yêu ma đang xâm lược dữ dội. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kỷ Nhược Phi, trong nửa tháng qua, hầu như cứ 3 ngày sẽ có yêu ma xâm chiếm, chị em của tôi thương vong không ít, tôi cần dùng số tiền này mời người khác giúp chúng tôi đối phó yêu ma. Ngô Bình biết yêu ma xâm lược không phải chuyện đùa, bèn hỏi lại, Huyền Vũ quân của cô ở đâu? Kỷ Nhược Phi, một hòn đảo ở Bắc Băng Dương được gọi là đảo Huyền Vũ. Ngô Bình suy nghĩ một chút, nói Kỷ tướng quân, lần trước cô dẫn người tới Thanh Long đảo chúng tôi giúp đỡ, Thanh Long quân cũng không quên ân tình này, thế này nhé, tôi sẽ dẫn một nhóm cao thủ tới trợ giúp cô chiến đấu, chống lại yêu ma, được không? Kỷ Nhược Phi hơi kinh ngạc, hỗ trợ chúng tôi, anh là Tả thần tướng, có thể ra lệnh cho họ sao? Ngô Bình, tất nhiên, tôi có tiếng nói tuyệt đối trong Thanh Long quân. Kỷ Nhược Phi gật đầu, được, nếu anh mang người đến giúp chúng tôi trong 3 ngày, tôi không đòi của nữa. Ngô Bình, được, mời thần tướng đến doanh trại nói chuyện. Khi đến doanh trại, Ngô Bình triệu tập 4 vị thống lĩnh để thảo luận, khi họ nhìn thấy Kỷ Nhược Phi, họ đều cúi đầu. Kỷ Nhược Phi đã nhiều lần đến đòi nợ, cô ấy đã ghé thăm cả 4 sư đoàn, thậm chí còn cướp đi rất nhiều đồ quân nhu. Dù sao Thanh Long quân cũng nợ Huyền Vũ quân, bọn họ biết mình đuối lý nên không dám hó hé, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Ngô Bình, 4 vị thống lĩnh, Huyền Vũ quân đang phải đối mặt với một cuộc xâm lược quy mô lớn và tần suất cao của yêu ma. Trách nhiệm của chúng ta là chống lại yêu ma, vì vậy tôi quyết định mang theo một nhóm người để hỗ trợ, mọi người nghĩ sao? Dương Thiên Hóa, thủ trưởng, trợ giúp là cần thiết. Nhưng đảo Thanh Long chúng ta bất cứ lúc nào cũng có yêu ma xâm lấn, nếu không đủ quân số, chúng ta có thể sẽ bị yêu ma thôn tính. Ngô Bình cũng không nghiêm trọng như vậy, nếu như đảo Thanh Long có yêu ma xuất hiện, chúng ta sẽ trở về ngay. Chu Thiên Cương, thủ trưởng, chuyến này sẽ có những trận chiến khốc liệt. Binh lính sẽ khó tránh khỏi thương vong. Việc này, Ngô Bình, có tôi ở đây, sẽ không có binh lính nào phải chết. Nghe thấy lời cam đoan của Ngô Bình, mọi người không nói được lời nào, lập tức đồng ý hỗ trợ trấn thủ Huyền Vũ quân. Thế là Ngô Bình chọn ra 10.000 binh tinh nhuệ, dẫn theo Chu Thiên Cương và Vu Thiên Chính theo Kỷ Nhược Phi đến đảo Huyền Vũ. Trước khi xuất phát, Thân Lục Giáp mặc chiến giáp lên cho Ngô Bình, nói, thủ trưởng, đưa tôi đi theo được không? Ngô Bình nhìn gã bằng ánh mắt kỳ lạ, nói, sao anh tự nhiên tích cực vậy? Thân Lục Giáp bật cười, thủ trưởng, Huyền Vũ quân là đội quân tóc tài, có rất nhiều gái xinh, tôi muốn đi để gia tăng tình cảm với họ. Ngô Bình rất bất ngờ, là nữ hết sao? Thân Lục Giáp, đúng vậy, Huyền Vũ quân chủ yếu là do mấy đệ tử nữ của các môn phái tạo nên, ví dụ Ngọc Nữ Môn, Tố Nữ Môn, Thanh Liên Điệt, thậm chí còn có nữ tu của Tây Giáo. Ngô Bình nói, anh ở lại đảo Thanh Long cho tôi. Thân Lục Giáp nhăn hết mặt, thủ trưởng, đem theo tôi đi mà. Ngô Bình không quan tâm đến hắn, lệnh cho mọi người khởi hành. Kỷ Nhược Phi phất tay, dưới chân mọi người liền xuất hiện đám mây, sau đó hàng chục nghìn người bay lên không, bay tới đảo Huyền Vũ với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình đứng cách Kỷ Nhược Phi không xa, anh nói, Kỷ thần tướng, lần này số lượng yêu ma xâm nhập là bao nhiêu? Kỷ Nhược Phi, ít là 30.000. Nhiều là 100.000. Ngô Bình, đảo Thanh Long cũng vừa mới xảy ra một vụ yêu ma xâm nhập, xem ra hiện nay các nơi đều không yên ổn. Kỷ Nhược Phi, đúng vậy, thế nên bây giờ chỉ có Thanh Long quân các người chịu chi viện Huyền Vũ quân chúng tôi. Chẳng mấy chốc mọi người đã bay tới trên một biển băng và đáo xuống một hòn đảo được băng phủ kín. Lúc ở trên không trung Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nói ríu rít, trong quân doanh còn truyền đến giọng ca của các cô gái, vô cùng mềm mại êm tai. Chương 908, Giảo Hồn Tiễn. Tuy nhiên, Kỷ Nhược Phi đã mời mọi người đến một khu vực trại rộng rãi và không có người ở, cách xa doanh trại của phụ nữ. Kỷ Nhược Phi, các người dựng trại ở đây. Ngô Bình liếc nhìn trại và thấy mọi thứ đã được sắp đặt, vì vậy anh gật đầu đồng ý. Kỷ Nhược Phi trở lại doanh trại nữ trước, nói là đi thu xếp. Cô ấy vừa đi, Chu Thiên Cương liền nói, thủ trưởng, cô ấy bỏ chúng ta ở đây là có ý gì? Các binh sĩ cũng rất khó chịu, niềm vui lớn nhất trong chuyến đi của họ là được xem các nữ quân nhân ở đây có xinh không. Bây giờ thì tốt rồi, không thể nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ. Ngô Bình, chúng ta tới giúp đỡ, không phải để ngắm gái. Tiếp theo,
anh ra lệnh cho tất cả binh lính chấn chỉnh lại. Ngay sau khi ổn định ở đây, Kỷ Nhược Phi xuất hiện nói với Ngô Bình, tôi rất biết ơn vì anh sẵn sàng giúp đỡ Huyền Vũ quân của chúng tôi. Tôi đã thảo luận với vài thống lĩnh và quyết định cho các anh một số lợi ích. Ngô Bình sửng sốt, lợi ích gì? Kỷ Nhược Phi, một số nữ quân nhân trong quân đội của chúng tôi không còn quá trẻ và họ cũng chưa có bạn trai. Tối nay, tôi sẽ mang 3.000 nữ quân nhân đến, hai bên chúng ta sẽ có một cuộc xem mắt. Ngô Bình nghe vậy mừng rỡ, chỉ có 3.000 người. Tôi có 10.000 binh ở đây. Kỷ Nhược Phi, một số người trong số họ chắc chắn đã kết hôn hoặc có bạn gái, vì vậy 3.000 nữ binh cũng không phải là quá ít. Ngô Bình gật đầu, được, mấy giờ bắt đầu, tôi lập tức sắp xếp. Kỷ Nhược Phi, một giờ sau, khi thời gian đến, hãy để binh lính của anh đứng lên và để binh lính của tôi chọn trước. Ngô Bình rất tức giận, tại sao phải để lính của cô chọn lính của tôi? Kỷ Nhược Phi cười khẩy, không muốn, vậy thì hủy bỏ. Ngô Bình vội vàng cười nói, vậy liền để các nữ binh chọn tùy ý, chúng tôi không phản đối. Kỷ Nhược Phi, chuẩn bị đi, một giờ nữa tôi sẽ đưa người đến đây. Ngô Bình bèn hạ lệnh sai Chu Thiên Cương cử người đi dò xét. Cuối cùng biết được trong quân có hơn 4.800 người không có vợ hoặc bạn gái. Ngô Bình đã yêu cầu 4.800 người này tham gia vào cuộc xem mắt, và những người lính còn lại chỉ có thể nhìn. Tuy nhiên, một giờ còn chưa trôi qua, một vết nứt lớn màu đen đột nhiên xuất hiện trong không trung và một luồng khí kỳ lạ rò rỉ ra ngoài. Anh lập tức bay lên không trung, Kỷ Nhược Phi cũng đến cùng lúc, hai người đứng cạnh nhau. Sắc mặt Kỷ Nhược Phi nghiêm nghị, số lượng yêu ma xâm lấn lần này có thể vượt quá 200.000. Mà chúng ta chỉ có 40.000 người. Ngô Bình cũng thấy vết nứt lớn gấp đôi vết nứt trên đảo Thanh Long, anh nói, lát nữa ra tay, hãy giết thủ lĩnh yêu ma trước. Kỷ Nhược Phi thở dài, rất khó. Đây là một đội quân gồm 200.000 yêu ma, sức mạnh của thủ lĩnh ít nhất là cảnh giới thần tàng hoặc bất tử. Anh và tôi không đấu lại đâu. Ngô Bình nói, tôi có biện pháp giết nó. Đi theo tôi. Khi cả hai đến doanh trại, Ngô Bình lấy ra một bức luyện khí đồ. Hồi trước anh tìm thấy 4 bức luyện khí đồ trong tầng hầm của nhà họ Hướng, bức trên tay anh vẽ một chiếc kéo vàng cực lớn được gọi là giảo hồn tiễn. Bức vẽ này tỏa ra một khí thế chết chóc đáng sợ. Đối với thứ này, anh đã tìm thấy một số vật liệu trước đó, sau đó tìm thấy phần còn lại của vật liệu trong chợ đen Gia Hoa. Hiện tại, chỉ cần anh đem tất cả vật liệu đều bỏ vào trong luyện khí đồ là có thể tự động luyện ra giảo hồn tiễn. Nhìn thấy Ngô Bình lấy ra những thứ này, Kỷ Nhược Phi ngạc nhiên hỏi, đây có phải là luyện khí đồ trong truyền thuyết không? Ngô Bình cười nói, đúng vậy, là luyện khí đồ, tôi sẽ luyện chế ra giảo hồn tiễn. Kỷ Nhược Phi nhìn kỹ, nói, thật là một luồng sát khí mạnh mẽ. Đây chắc phải là một pháp khí cấp thiên tiên, anh có thể điều khiển nó không? Ngô Bình, khi sử dụng luyện khí đồ, tôi sẽ đặt một tia thần thức vào đó, để một khi hoàn thành tiên khí, tôi sẽ được công nhận là chủ nhân. Nói xong, anh ném tất cả vật liệu vào trong luyện khí đồ, đồng thời cho vào một tia thần niệm. Trong giây tiếp theo, luyện khí đồ phát ra ánh sáng vàng mạnh mẽ, sau đó anh cảm thấy rằng thần niệm của mình đã cạn kiệt ngay lập tức. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đưa thần niệm vào bức tranh. Ánh kim càng ngày càng nồng đậm, anh cho vào càng lúc càng nhiều thần niệm. May mắn thay anh có nội công thâm hậu, vì vậy anh cũng không gặp khó khăn. 10 phút sau, luyện khí đồ đột nhiên bay lên không trung và bốc cháy, trong ngọn lửa màu tím, một luồng sáng vàng bay ra, nó tràn ngập sát khí khiến người trên toàn đảo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Họ nhìn thấy một chiếc kéo vàng bay trên không trung, nó quay lại rồi bay về phía Ngô Bình ngay lập tức, lơ lửng trước mặt anh. Có một mối liên hệ kỳ diệu giữa Ngô Bình và giảo hồn tiễn, anh chỉ dùng một suy nghĩ. Giảo hồn tiễn đã quay theo một vòng tròn, mũi nhọn hướng về phía trước. Đi, anh vung tay lên, giảo hồn tiễn hóa thành một luồng ánh kim, thoáng cái đã biến mất không thấy. Giảo hồn tiễn bay càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt của Ngô Bình, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của nó. Nửa phút sau, anh nhẹ giọng nói, trở về. Không lâu sau, một luồng ánh sáng vàng dịch chuyển đến chỗ anh, đó là giảo hồn tiễn. Hai mắt Ngô Bình sáng lên. Nói, giảo hồn tiễn hoàn toàn dựa vào năng lượng của chính nó để phát huy sức mạnh. Những linh hồn bị nó bóp nghẹt sẽ bị nó nuốt chửng và trở thành thức ăn của nó. Cho nên tôi gần như không cần tiêu hao thể lực để điều khiển nó. Kỷ Nhược Phi vội vàng hỏi, nó mạnh đến mức nào? Ngô Bình nói, nó có thể dễ dàng giết chết tôi. Dù cho là tiên quân bất tử thì cũng không thể chống lại lưỡi kéo đoạt mệnh của nó.
Kỷ Nhược Phi mừng rỡ, tốt quá, lát nữa nhất định phải giết thủ lĩnh trước. Ngô Bình cười lạnh, tiên khí này vừa được hình thành, nó sẽ tàn sát đám yêu ma này. Lúc này áp lực tuôn ra từ trong khe hở càng lúc càng tăng. Kỷ Nhược Phi bày binh bố trận, Ngô Bình cũng bảo tướng sĩ xếp thành trận địa, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. 10 phút sau, đột nhiên tiếng sấm chớp rền vàng, sau đó một quái vật tám tay tám mắt xông ra. Người nó giống như nhện, tay cầm tám loại binh khí xông ra đầy khí thế. Kỷ Nhược Phi hô to, đây chính là quân tiên phong, giết nó. Ngô Bình vọt lên không, người kiếm hợp nhất, thoáng cái đã đánh tới chỗ quái vật. Sau khi trở thành võ quân, thực lực của anh tăng vọt, sức mạnh và sức chiến đấu tăng gấp nhiều lần. Soạt, ánh đen lóe lên, con quái vật còn không nhìn rõ Ngô Bình ra tay thế nào thì đầu đã bị chặt xuống, sau đó tám cái tay cũng bị chặt. Nó kêu lên thảm thiết, chết hẳn. Sau đó lại có bốn yêu ma xông ra, chúng là thân binh của yêu ma mở đường. Ngô Bình vùng ánh kiếm tựa rồng thần, bốn tên yêu ma đều bị anh chém chết. Các nữ binh ở phía dưới đều chứng kiến rõ sự anh dũng của Ngô Bình, họ sững sờ. Mạnh quá, có người lẩm bẩm. Quá đẹp trai, sức mạnh, thời cơ, kỹ thuật của anh ấy đều đạt đến đỉnh cao võ học, không, là cảnh giới còn trên cả đỉnh cao. Một thống lĩnh nữ mặc áp giáp xanh nói mà hai mắt tỏa sáng, liên tục tán thưởng. Ngay cả Kỷ Nhược Phi cũng kinh ngạc, trước đó cô ấy đánh nhau với Ngô Bình, hiển nhiên anh không dùng hết toàn lực, giờ mới thấy anh mạnh cỡ nào. Chương 909, huyết chiến với yêu ma. Sau khi giết tiếp 40 yêu quái, một đội quân yêu quái lại tràn ra, lúc đầu chỉ có vài trăm con, về sau lên tới hàng vạn con. Giết! Kỷ Nhược Phi dẫn quân xông lên ngay lập tức, Phù Thiên Chính và Chu Thiên Cương cũng dẫn quân tham gia chiến đấu. Ngô Bình thì lại bay lên một nơi cao và thả giảo hồn tiễn ra để lấy mạng của những con quỷ này. Một khi phát hiện có người gặp nạn, anh liền điều động giảo hồn tiễn đến giải cứu. Một luồng sáng vàng bao trùm trong không trung, những con quỷ bình thường hoàn toàn không phải là đối thủ của nó, chúng bị chặt đầu chỉ bằng một cái sượt nhẹ. Chỉ trong vài giây, hàng chục yêu ma đã bị giết. Anh có thể cảm nhận được phản hồi của giảo hồn tiễn, mỗi khi anh bóp cổ một yêu ma, sức mạnh linh hồn của yêu ma sẽ bị nó hấp thu, sau khi giết liên tiếp mấy chục yêu ma, uy lực của nó đã tăng lên đáng kể. Vù! Giảo hồn tiễn đi tới đi lui để thu hoạch quỷ với tốc độ gấp hàng chục lần tốc độ âm thanh. Nhưng càng ngày càng nhiều yêu ma xuất hiện, rất nhanh đã vượt qua 100.000 con. Lúc này một con vượn cực lớn lao ra, trên đầu có bốn con mắt, chiều cao hơn 10 mét, toàn thân màu xanh đen, trên người bao phủ phù văn kỳ dị. Nó gầm lên, lao về phía Ngô Bình, nó quá nhanh, nó gần như ở trước mặt anh ngay lập tức. Trói buộc! Ngô Bình hét lên, dây thừng tử kim trói nó lại và cố định nó giữa không trung. Nhưng một giây sau, con vượn rung tay lên, dây thừng tử kim nứt lìa, bay xa mấy dặm. Ngô Bình thầm kêu lên thật đáng tiếc, giảo hồn tiễn cũng bay đến, trong khoảnh khắc dây thừng tử kim bay ra, nó đã chạm đến cổ con vượn. Bù! Một tia sáng vàng lóe lên. Máu chảy ra từ cổ con vượn và nó bị mất một mảng da lớn ở cổ. Ngô Bình giật mình, một đòn này không giết được nó. Anh lập tức phát động pháp thuật của pháp bảo âm dương, hỏa kiển kim ti. Anh chỉ một ngón tay, vô số tơ vàng hiện ra, nhanh chóng quấn lấy chủ tướng yêu ma này. Sợi dây vàng cực mỏng, chủ tướng đẩy mạnh khiến da thịt bị rạch ra, nó gầm lên đau đớn. Nhiều dây vàng quấn xung quanh, từng vòng một. Cùng lúc đó, giảo hồn tiễn lại lao tới, mục tiêu vẫn là cái cổ bị thương của nó. Rắc rắc, giảo hồn tiễn vặn về phía trước, lại cắt ra một mảnh máu thịt, có thể nhìn thấy xương. Con chủ tướng gầm lên một tiếng, không để ý đến đau đớn mà lập tức kéo căng dây vàng cắt thẳng vào xương của nó. Growl, nó giống to một tiếng, một tia sấm sét giáng xuống tạo thành một cái lồng khổng lồ, nhốt nó lại. Đồng thời, anh phối hợp với giảo hồn tiễn. Một trước một sau giết chết con yêu ma này. Con yêu ma chiến đấu điên cuồng chống lại lồng sấm sét, nó thậm chí không thể nhìn thấy giảo hồn tiễn đang tấn công nó từ hướng nào. Rắc rắc. Với nhát cắt này, xương cổ của chủ tướng bị gãy, nó phát ra một tiếng hét đau đớn. Cùng lúc đó Ngô Bình cũng đến, thanh kiếm Hắc Long bất bại không thể phá hủy đã chém vào vết thương của nó. Bù. Một tia sáng đen lóe lên, một cái đầu vượn khổng lồ bay xuống. Sau đó giảo hồn tiễn chém liên tục, chia cơ thể con vượn thành vô số mảnh. Hấp thụ hồn lực của chủ tướng, giảo hồn tiễn trở nên mạnh mẽ hơn, ánh sáng vàng đậm đặc sát khí.
nó hóa thành ánh sáng vàng, giết chóc bừa bãi giữa đám yêu ma. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, anh vừa điều khiển giảo hồn tiễn vừa giải cứu những người lính đang gặp nguy hiểm. Những yêu ma này không có tiên phong mở đường, chủ tướng lại chết, hơn nữa giảo hồn tiễn quá tàn nhẫn, nhân số nhanh chóng bị giảm xuống ngay lập tức. Vì vậy sau 10 phút, lũ yêu ma bắt đầu rút lui. Không bao lâu sau, các vết nứt biến mất, để lại hàng vạn xác chết yêu ma dưới lòng đất. Hai đội quân toàn thắng, Kỷ Nhược Phi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Cô ấy rũ bỏ vết máu trên đầu giáo, khẽ mỉm cười với Ngô Bình, nói, anh Ngô, vất vả rồi. Thời điểm này, cô ấy đã coi Ngô Bình là người của mình, vì vậy cô ấy gọi anh là anh Ngô. Ngô Bình, Kỷ tướng quân, cô không cần khách sáo. Trong trận chiến này, hai bên có mấy nghìn người bị thương, chỉ có một số ít bị thương nặng, không có người chết, có thể nói là thương vong nhẹ nhất so với các trận chiến trước đó. Kỷ Nhược Phi lễ phép nói vài câu rồi đi thu xếp cho những người bị thương. Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, bắt đầu điều trị vết thương cho binh lính của mình. Phần lớn đều bị thương nhẹ, uống một chút thuốc sẽ không sao, có một số bị thương nặng cần anh tận tình cứu chữa. Sau khi chữa trị vết thương cho Thanh Long Quân, anh đến doanh trại của Kỷ Nhược Phi để xem có cần giúp đỡ không. Đàn ông không bao giờ được phép vào doanh trại của Huyền Vũ Quân, kể cả Kim Huyền Bạch hồi đó cũng không được. Nhưng lúc này, các nữ binh nhìn thấy Ngô Bình đều lộ ra vẻ dịu dàng, thậm chí ngưỡng mộ. Bọn họ đều biết, nếu như hôm nay không có Ngô Bình đi đầu, giết quân tiên phong trước, lại giết chủ tướng, sau đó xem xét đại cục, không ngừng cứu chữa những người gặp nguy hiểm, bọn họ hôm nay chắc chắn đã phải chịu thương vong nặng nề, ít nhất cũng tổn thất hàng ngàn chị em. Thủ trưởng Ngô, anh vất vả rồi. Một nữ quân nhân xinh đẹp bị thương ở cánh tay được Ngô Bình chạy tới. Cô ấy đưa cho Ngô Bình một chiếc mặt dây chuyền bằng ngọc bội, thủ trưởng, đây là tấm lòng của tôi, xin hãy nhận lấy. Ngô Bình vội vàng xua tay, tôi không thể nhận đồ của các cô được. Nữ quân nhân này có mắt hạnh má đào, ánh mắt sóng sánh như nước mùa thu, thấy anh cự tuyệt liền trực khóc, thủ trưởng, anh coi thường tôi chỉ là binh lính cho nên mới không chịu nhận, phải không? Ngô Bình nhất thời không nói nên lời, anh biết nếu không nhận thì nữ quân nhân sẽ thật sự khóc, đành phải tiếp nhận ngọc bội, vậy được. Cảm ơn. Nữ quân nhân cười trong nước mắt, vòng tay ôm lấy Ngô Bình. Ơn cứu mạng giống như cha mẹ tái sinh, đây là cách cô ấy bày tỏ lòng biết ơn. Lúc này, các nữ quân nhân xung quanh xúm lại, người này đưa túi, người kia đưa dao găm. May mắn thay, Ngô Bình có nhẫn chứa đồ để cất giữ, nếu không sẽ không có chỗ nào để cất giữ những thứ này. Đã được nhận thì cũng phải cho đi, anh liền lấy ra những thứ như thuốc trị thương để đưa cho những nữ quân nhân tặng quà cho anh. Nhận xong hàng trăm món quà, anh mới đi tới phòng bệnh trong doanh trại. Vừa tới cửa thì Kỷ Nhược Phi đi ra, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm. Cô ấy gật đầu nói, anh Ngô tới rồi à? Ngô Bình hỏi, những người bị thương sao rồi? Cần giúp không? Kỷ Nhược Phi thở dài, có bốn chị em bị thương rất nặng, quân y nói tình hình không khả quan, rất có thể họ sẽ chết. Ngô Bình, nếu được thì để tôi chữa cho họ. Kỷ Nhược Phi nhìn anh đầy quái lạ, anh có thể chữa thương sao? Ngô Bình gật đầu, lính của Thanh Long Quân không một ai chết, tôi chữa cả đấy. Kỷ Nhược Phi mừng rỡ, vội mời Ngô Bình vào trong. Bên trong có rất nhiều người bị thương, có người thậm chí không mặc quần áo. Nhưng lúc này thì không hơi đâu mà để ý đến việc đấy nữa. Ngô Bình đi đến trước mặt một nữ quân nhân bị thương, nội tạng và đầu cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, hơi thở yếu ớt, quân y chỉ có thể tạm thời kéo dài sự sống cho cô ấy đôi chút. Anh lập tức dùng thuật hồi xuân để ổn định bệnh tình, sau đó chữa trị. Chưa đến 10 phút mà cô gái đó đã mở mắt ra. Cô ấy nhìn thấy Ngô Bình, liền khó nhọc gật đầu tỏ ý cảm ơn. Ngô Bình, cô à, nghỉ ngơi đi nhé, cô sẽ không sao đâu. Sau đó anh chữa bệnh cho ba người bị thương nặng còn lại. Cả quá trình Kỷ Nhược Phi đứng bên cạnh chứng kiến y thuật thần kỳ của Ngô Bình, cô ấy vô cùng khâm phục, nếu tôi quen anh sớm hơn thì chắc hàng nghìn chị em đã không phải chết. Ngô Bình nói, là binh lính thì khó tránh việc vùi thân xa trường, đừng nghĩ nhiều. Tôi sẽ giúp những người bị thương hồi phục. Ngô Bình ở lại phòng bệnh hơn 2 tiếng, lúc ra anh mệt nhoài. Kỷ Nhược Phi rất cảm kích, nói, anh Ngô, mời anh vào lều của tôi nghỉ ngơi. Tôi có một ít thuốc có thể giúp anh hồi phục thể lực nhanh chóng. Ngô Bình không khách sáo, liền theo cô ấy đến lều. Chương 910, Quý tộc đại thương. Lều trại của Kỷ Nhược Phi có màu chủ đạo là xanh nhạt, khi bước vào trong sẽ ngửi được mùi thơm nhàn nhạt.
xem ra nữ thần tướng cũng thích nước hoa. Cô ấy mời Ngô Bình vào phòng khách, đích thân pha trà cho anh, đoạn lấy một cái chai nhỏ, trịnh trọng lấy ra một viên thuốc màu vàng trong đó. Nhìn thấy viên thuốc này, Ngô Bình giật mình hỏi, thần hoa đan. Kỷ Nhược Phi rất ngạc nhiên, anh biết thần hoa đan. Thần hoa đan có thể bổ sung năng lượng thể lực nhanh chóng, là loại đan dược yêu thích của các võ sĩ. Loại đan này, Ngô Bình cũng có thể luyện chế, nhưng trong tay anh không có phương thuốc. Anh cười bảo, từng nghe đến, đan dược này là đồ tốt, nếu kiệt sức trong lúc giao đấu với người khác thì chỉ cần uống một viên, sẽ lập tức khỏe như vâm, lấy lại trạng thái tốt nhất. Kỷ Nhược Phi gật đầu, đúng thế, nhờ cơ duyên, tôi có được 4 viên thần hoa đan. Tôi đã uống 2 viên, công dụng rất tốt, có nó lúc giao đấu với kẻ thù mạnh cũng tương đương với việc có thêm một mạng. Đặc biệt là khi ở chiến trường, không cần biết muốn giết chóc bao lâu, có nó sẽ kiên trì lâu hơn. Ngô Bình gật đầu, quả thật là đan dược tốt, cảm ơn cô. Anh uống đan dược rồi lập tức nhắm mắt lại, cảm nhận dược lực đang lưu chuyển trong cơ thể, nghiên cứu tác dụng dược lý của nó. Kỷ Nhược Phi không quấy rầy anh, chỉ ngồi im và lặng lẽ quan sát Ngô Bình đang nhắm mắt. Vào lần đầu tiên gặp người đàn ông này, cô ấy thấy anh có vẻ rất bình thường. Nhưng chỉ cần nhìn thêm vài lần nữa sẽ nhận thấy anh có một sức quyến rũ chết người. Khí tức như rồng, mang đến cho người ta một cảm giác an toàn vô cùng. Cảm giác an toàn này khiến Kỷ Nhược Phi rất kinh ngạc. Nên biết cô ấy vốn là thần tướng, dũng mãnh lại giỏi võ. Bắt đầu từ năm 15 tuổi, cô ấy đã không còn dựa dẫm vào người khác, càng không cần người ta cho cô ấy cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ, người đàn ông này lại mang đến cho cô ấy thứ cảm giác đã mất đi từ lâu. Cảm giác giống như năm cô ấy 7, 8 tuổi, được bảo vệ trong vòng tay của bố và anh trai vậy. Nhưng điểm khác biệt là lại có thêm một chút tình cảm lạ lùng của cô ấy lẫn vào trong đó. Mười mấy phút sau, Ngô Bình mở bừng mắt, thể lực đã hồi phục hết, anh cũng đã hiểu rõ về dược lý. Sao hả, hiệu quả tốt chứ, Kỷ Nhược Phi cười hỏi. Ngô Bình đáp, bình thường, đan thành phẩm bậc 3, không thể phát huy hiệu quả mà nó nên có, tác dụng phụ rất rõ ràng. Ví dụ như khi uống lần thứ 2, dù thời điểm uống cách lần đầu rất lâu thì hiệu quả vẫn sẽ sụt giảm. Kỷ Nhược Phi vội gật đầu, phải. Khi uống viên thứ 2, tôi cảm thấy hiệu quả kém xa lần đầu. Anh rất giỏi, vừa thử đã biết hiệu quả. Ngô Bình nói, tôi có hiểu biết đôi chút về đan đạo. Dứt lời, anh lấy tiên đỉnh thuần nhất ra, tôi không uống không đan dược của cô đâu. Bây giờ tôi sẽ luyện chế vài viên thần hoa đan thật sự giúp cô. Anh đã biết dược lý của thần hoa đan là gì. Với trình độ luyện thuốc của mình, Ngô Bình sẽ luyện chế được ngay thần hoa đan có phẩm chất và hiệu quả tốt hơn. Kỷ Nhược Phi trợn tròn mắt, cô ấy thấy Ngô Bình lấy dược liệu ra, lần lượt cho vào đỉnh. Nửa giờ sau, hai tay anh làm các loại thủ ấn, chốc chốc lại vỗ lên đỉnh. Một lúc trôi qua, anh đột nhiên ấn vào đỉnh, một luồng sáng vàng bay ra, anh bèn dùng bát ngọc đón lấy. Cô ấy nhìn thật kỹ, trong bát có thêm bột màu vàng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Ngô Bình nhỏ vài giọt nước vào, tay phải nhanh chóng nhào bột thuốc thành 5 viên đan dược. Chúng to hơn thần hoa đan của cô ấy một cỡ, còn có quầng sáng lưu chuyển, linh động hơn nhiều. Đôi mắt sáng rực lên, Kỷ Nhược Phi kinh ngạc nói, đây cũng là thần hoa đan sao? Ngô Bình gật đầu, thần hoa đan vương phẩm, mạnh hơn cái mà cô cho tôi rất nhiều. Này, cho cô 3 viên, tôi giữ lại 2 viên. Kỷ Nhược Phi mừng rỡ vô cùng, đan dược vương phẩm ư. Anh cừ thật đấy. Ngô Bình cười bảo, đây không phải là đan dược khó luyện, không cừ gì đâu. À phải, khi nào đại hội xem mắt sẽ bắt đầu. Kỷ Nhược Phi cười đáp, trời gần sáng rồi, để các tướng sĩ nghỉ ngơi. Chiều tối mới tiến hành. Ngô Bình gật đầu, ừ, vậy tôi về nghỉ ngơi trước, đến lúc ấy lại đến. Anh đứng dậy định rời đi, Kỷ Nhược Phi vội cất lời, anh Ngô, nói chuyện thêm một lát nhé. Ngô Bình ngẩn ra rồi lại ngồi xuống, cười nói, được. Có thể trò chuyện nhiều hơn với thần tướng là vinh hạnh của tôi. Kỷ Nhược Phi nói, không cần gọi tôi là thần tướng. Cứ gọi Nhược Phi là được. Ngô Bình là người thoải mái, lập tức gật đầu, được, Nhược Phi. Kỷ Nhược Phi cười bảo, lâu rồi không có ai gọi tên tôi như vậy. Ngô Bình cũng bật cười, cô là thần tướng mà. Nào ai dám gọi tên cô chứ? Kỷ Nhược Phi khẽ thở dài, phải, tôi là thần tướng. Ngô Bình rất tò mò về Kỷ Nhược Phi, có thể trở thành thần tướng, gia tộc cô chắc chắn rất có thế lực. Kỷ Nhược Phi nhẹ nhàng đáp, nhà họ Kỷ là quý tộc thời xưa của Viêm Long, vào đời nhà Thương, từng lập được đại công cho vua Thương.
Ngô Bình giật mình, quý tộc. Kỷ Nhược Phi nhìn anh không biết cũng bình thường. Từ, quý tộc, này đã nhiều năm rồi không được ai nhắc đến, nhưng chúng tôi thật sự tồn tại. Ngô Bình háo hức hỏi, các cô là quý tộc nhà Thương. Kỷ Nhược Phi gật đầu, ừ, Đại Thương là thời đại cuối cùng hình thành tầng lớp quý tộc, sau đó không gian đã gấp và phần lớn diện tích của Đại Thương biến mất. Ngô Bình từng nghe Đế Tân nhắc đến chuyện này. Anh thừa dịp hỏi ngay, sao không gian lại gấp vậy? Kỷ Nhược Phi đáp, ghi chép của Tổ tiên viết rằng có một thế lực cực mạnh đã diệt Đại Thương, chia lãnh thổ Đại Thương thành nhiều không gian và thời gian gấp. Mà các thời không gian gấp này đã hình thành nên Côn Lôn ngày nay. Ngô Bình kinh ngạc, Côn Lôn là không gian gấp của Đại Thương ư? Kỷ Nhược Phi nói, phần lớn là vậy. Ngô Bình hỏi, hiện tại quý tộc Đại Thương còn bao nhiêu người? Kỷ Nhược Phi trả lời, không nhiều, hiện chỉ còn 3 gia tộc còn tồn tại. Ngô Bình vô cùng hiếu kỳ về lịch sử trước Đại Thương, bèn hỏi, trước Đại Thương là chính là nền văn minh thời tiền sử sao? Kỷ Nhược Phi lắc đầu, tôi cũng không rõ. Tài liệu lịch sử liên quan vô cùng tuyệt mật, chỉ có trưởng tộc mới được đọc thôi. Ngô Bình hỏi, nói vậy, nhà họ Kỷ các cô cũng giống như nhà họ Thân chúng tôi, sống ở một động thiên nào đó của Côn Lôn. Kỷ Nhược Phi bảo, nhà họ Kỷ sở hữu 3 động thiên, nhà họ Thân không so sánh được đâu. Đúng rồi, anh luyện đan giỏi đến vậy, có hứng thú làm cung phụng đan sư của nhà họ Kỷ chúng tôi không? Ngô Bình hỏi, cung phụng đan sư? Kỷ Nhược Phi đáp, đúng thế. Lương bổng hàng năm của cung phụng đan sư nhà họ Kỷ là 300 bảo phù đấy. Ngô Bình cười, đãi ngộ rất tuyệt, tôi sẽ cân nhắc. Nghĩ đến một chuyện, Ngô Bình bèn hỏi, trong động thiên của nhà họ Kỷ có mấy loại năng lượng cao chiều này không? Ngay sau đó, anh đọc mấy loại năng lượng trong bát cửu huyền kinh ra. Nghe xong, Kỷ Nhược Phi mới nói, có 2 loại trong số những năng lượng này nằm trong động thiên của nhà họ Kỷ chúng tôi. Ngô Bình cả mừng, tốt quá rồi. Nếu có cơ hội, tôi muốn hấp thụ 2 loại năng lượng này. Kỷ Nhược Phi bảo, loại năng lượng này trước đây chỉ có vương tộc mới có thể hấp thụ. Có điều vương tộc đã không còn từ lâu, nên cũng không còn ai để mắt đến nữa. Ngô Bình hỏi, vương tộc, ý cô là bọn người Đế Tân? Chương 911, Phó Tướng Tống. Kỷ Nhược Phi gật đầu, đúng vậy. Hấp thụ năng lượng thượng phẩm là đặc quyền của vương tộc. Có điều bây giờ không còn vương tộc. Các thế lực lớn cũng rất ít người cảm ứng được những năng lượng cao cấp này, tất nhiên sẽ không còn ai quan tâm. Rồi cô ấy nói, đợi tà ma dừng lại, tôi sẽ đưa anh đi. À, anh mở được mấy thần khiếu rồi. Ngô Bình đáp, 6. Kỷ Nhược Phi gật gù, giống tôi cũng mở 6 thần khiếu rồi. Nhưng năng lượng mà anh hấp thụ rõ ràng cao cấp hơn tôi, xem ra anh được cao nhân chỉ điểm. Ngô Bình nói, đúng vậy, năng lượng hấp thụ càng mạnh, thực lực sẽ càng mạnh. Kỷ Nhược Phi bảo, là một võ quân, chắc chắn anh đã mở 9 linh khiếu. Sau này, nếu toàn bộ thần khiếu đều được mở, anh sẽ trở thành thiên tài đỉnh cấp nhất. Chẳng trách Kim Huyền Bạch lại yên tâm để anh đến đây, ông ấy đã sớm nhìn ra anh có một tương lai vô cùng sáng lạn. Ngô Bình hỏi, nhà họ Kỷ có thiên tài nào mở được toàn bộ thần khiếu không? Kỷ Nhược Phi đáp, tất nhiên là có, mà không chỉ một người. Nền tảng của nhà họ Kỷ chúng tôi mạnh đến mức vượt xa tưởng tượng của anh đấy. Thấy cô ấy rất có lòng tin với gia tộc, Ngô Bình bèn hỏi, nhà họ Kỷ có liên lạc với tiên giới không? Kỷ Nhược Phi trả lời, dĩ nhiên là có. Nhà họ Kỷ chúng tôi đã cử một nhóm thiên tài đến tiên giới để phát triển. Bọn họ đã gia nhập các thế lực lớn khác nhau. Chờ thời cơ chín muồi, nhà họ Kỷ sẽ tiến quân vào tiên giới và sở hữu một vị trí. Ngô Bình rất kinh ngạc, cử người đến tiên giới ư? Lợi hại! Kỷ Nhược Phi cười bảo, anh là con cưng của trời. Thành tựu sau này của anh, e là ngay cả nhà họ Kỷ cũng chẳng bì được. Ngô Bình cười hỏi, cô đánh giá cao tôi đến vậy ư? Kỷ Nhược Phi nghiêm túc đáp, chỉ ít thì các thiên tài của nhà họ Kỷ chúng tôi không hề có ai sánh bằng anh. Cả hai vừa uống trà vừa tán gẫu, bất giác mặt trời đã lên cao. Ngô Bình đứng dậy và rời đi. Anh còn phải đi vòng quanh đảo Thanh Long, đề phòng tà ma xâm phạm. Trở về doanh trại, anh thấy Chu Thiên Cương đang kiểm kê đầu lâu của đám quái vật tà ma. Bèn hỏi, sao không ném mấy cái đầu này đi? Chu Thiên Cương cười nói, thủ trưởng, đây là quân công, không thể vứt. Ngô Bình hỏi, quân công? Chu Thiên Cương gật đầu, thủ trưởng, một cái đầu lâu tà ma có thể đổi ít nhất 10 đồng tiền bùa. Tà ma cấp bậc cao sẽ có giá trị cao hơn. Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi, Huyền Vũ quân không cần số đầu lâu này à? Chu Thiên Cương đáp, thủ trưởng, ở đây có hơn 30.000 đầu lâu,
đều do thần tướng kỳ tặng cho chúng ta, xem như thay cho lời cảm ơn. Ngô Bình gật đầu, nói vậy thì tà ma mà chúng ta giết lần trước cũng có thể đổi tiền. Chu Thiên Cương nói, phải, thủ trưởng, quân công đổi được sẽ do thủ trưởng thống nhất phân phát, thủ trưởng cho ai bao nhiêu thì người đó sẽ được bấy nhiêu. Ngô Bình hiện giữ chức vụ cao nhất, tương đương với quyền thần tướng, quyền lực rất lớn. Anh gật đầu, thế thì tốt, tìm cơ hội, chúng ta phải giết thêm nhiều tà ma. Thấy trong doanh trại không còn chuyện gì nữa, anh bèn bay đến đảo Thanh Long. Vừa đáp xuống đại doanh, Ngô Bình đã cảm thấy không khí là lạ. Tất cả tướng sĩ đều không ở thao trường, trước lều trại thần tướng lại đứng đầy người. Anh rảo nhanh đến trước lều, không ngờ có hai hộ vệ ở trước cửa lại đứng ra ngăn anh lại, lạnh lùng bảo, phó tướng Tống đang họp, người ngoài không được vào trong. Ngô Bình cau mày, tôi là tả thần tướng, cậu không biết ư? Hai người này vẫn rất hung hăng, tôi mặc kệ anh là tả thần tướng hay hữu thần tướng. Trước mặt phó tướng Tống chúng tôi, anh chẳng là gì cả. Ngô Bình nổi giận, đường đường là võ quân, làm sao chịu được việc bị nói như vậy. Anh vừa vẫy tay, hai người canh gác lập tức bị một sức mạnh kinh khủng đánh văng ra xa, sau khi đáp xuống đất thì toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép. Anh đi thẳng vào doanh trại, trước cửa có một hộ vệ muốn ngăn cản, nhưng khí thế của Ngô Bình khiến người nọ vừa nhấc chân đã quỳ rạp xuống đất. Ngô Bình vén rèm bước vào, nhìn thấy Dương Thiên Hóa, Lư Thiên Tuần cùng các tham tướng đều đang ở trong lều. Có một nam thanh niên ngồi ở giữa, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng và kiêu ngạo. Thấy Ngô Bình đột nhiên tiến vào, thanh niên cau mày, bắt lại. Không ai hành động cả, Lư Thiên Tuần vội nói, thưa phó tướng, vị này là tả thần tướng. Nam thanh niên mi mảnh môi mỏng, nước da trắng, mặc trường bào xanh lam, lạnh lùng bảo tả thần tướng. Kim Huyền Bạch bản thân còn khó giữ mà còn tư cách để người khác đảm đương vai trò tả thần tướng của Thanh Long quân ư. Dứt lời, thanh niên vẫy tay, bây giờ anh không còn là tả thần tướng nữa, cút khỏi Thanh Long quân cho tôi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vị phó tướng Tống này hay tả thần tướng đều là người mà họ không thể đắc tội, đành giả mù giả điếc, cúi đầu im lặng. Ngô Bình lạnh giọng, trước mặt tôi mà kiêu ngạo như vậy, chán sống rồi ư. Anh nhấc tay một cái. Cả người cả ghế của vị phó tướng Tống này lập tức bay đến trước mặt anh, tựa như một con gà con bị anh nắm trong tay vậy. Thật ra phó tướng Tống có thực lực không yếu, địa tiên cảnh giới đầu, nhưng trong mắt Ngô Bình thì quả thật chẳng đáng nhắc đến. Trong nháy mắt, thanh niên này đã cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, run rẩy nói, anh muốn gì? Ngô Bình bảo, bây giờ tôi giết anh, đoán xem người đứng sau anh có đến cứu anh không? Phó tướng Tống run cầm cập, tả thần tướng, có chuyện gì từ từ nói. Ngô Bình tát vào mặt đối phương, ban nãy anh bảo tôi cút mà nhỉ. Phó tướng Tống lập tức đáp, xin lỗi, tôi xin lỗi anh. Tả thần tướng, tôi là người bên cạnh thánh nhân, trước khi anh ra tay, hãy nghĩ thật kỹ. Ngô Bình hỏi, thánh nhân, tôi sẽ đem thi thể của anh đặt cùng với đầu của tà ma, rồi bảo rằng anh bị tà ma giết chết. Anh đoán xem liệu có ai nghi ngờ tôi không? Sắc mặt của phó tướng Tống rất khó coi, thanh niên này không ngờ Ngô Bình dám làm như vậy. Ai cho anh cái gan ấy chứ? Phó tướng Tống lập tức hiểu rõ tình thế lúc này, tả thần tướng, mong anh thứ lỗi cho sự vô tri và ngông cuồng trước đó của tôi. Ngô Bình nhìn đối phương chằm chằm, tốt lắm, hãy bước ra ngoài lều và nói to rằng anh đã làm sai chuyện gì. Phó tướng Tống ấm ức vô cùng, nghĩ đến chuyện bố mình là đại tổng quản bên cạnh thánh nhân, dưới một người trên vạn người, mình lại bị một tả thần tướng còn con chân áp. Nhưng tình thế ép buộc, bản thân mình lại chẳng đủ sức phản kháng. Đáng sợ hơn cả là Ngô Bình còn dám giết mình. So sánh với mạng người thì tôn nghiêm không còn quan trọng gì nữa, giữ mạng quan trọng hơn. Dẫu không cam lòng, phó tướng Tống vẫn phải ngoan ngoãn ra khỏi lều, nói trước mặt hàng trăm nghìn tướng sĩ, tôi đã vô lễ với tả thần tướng nên cảm thấy hối hận vô cùng, công khai chân thành xin lỗi tả thần tướng ngay tại đây. Thanh niên nói liên tiếp 10 lần, giọng của Ngô Bình mới vọng ra, Thanh Long quân không cần phó tướng. Anh có thể đi rồi. Phó tướng Tống đáp, vâng. Rời khỏi doanh trại, đôi mắt phó tướng Tống hừng hực lửa giận đầy phẫn hận, gằn từng chữ tả thần tướng, thù này không trả, Tống Thế Trinh này thề không làm người. Thấy Tống Thế Trinh bỏ chạy trong thảm hại, Dương Thiên Hóa vội nói, thủ trưởng e là đã đắc tội thánh nhân rồi. Ngô Bình lãnh đạm trả lời, thánh nhân không xử lý được chúng ta. Thanh Long quân cũng chẳng phải của thánh nhân, nhúng tay một lần còn được, đến lần thứ hai sẽ có người không chấp nhận. Sau buổi trò chuyện với Kỷ Nhược Phi, anh đã biết được sau lưng mỗi thần tướng đều có vô số thế lực, đại diện cho vô số lợi ích.
thánh nhân lớn mạnh cách mấy thì cũng chỉ có thể xưng bá ở Viêm Long, thế lực ngoài Viêm Long chưa chắc sẽ tuân theo. Dương Thiên Hóa nói, thủ trưởng nói rất đúng, nhưng vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn. Ngô Bình bảo, không sao, tôi còn phải đến đảo Huyền Vũ, ở đây có chuyện gì thì báo ngay cho tôi. Dương Thiên Hóa và Lư Thiên Thuần đáp, có hai người chúng tôi trấn giữ đảo Thanh Long, thủ trưởng cứ yên tâm. Chương 912, ẩn tộc. Đến đảo Huyền Vũ, đại hội xem mắt sắp bắt đầu. Mấy nghìn binh sĩ của Thanh Long quân đang đứng xếp hàng để các nữ binh sĩ của Huyền Vũ quân chọn lựa. Nếu thích nhau, hai người có thể nắm tay nhau ra một góc chuyện trò. Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi ngồi trong lều, nhìn thuộc hạ của mình ghép đôi với nhau, cảm thấy rất thú vị. Ngô Bình bảo, chiến sĩ của Thanh Long quân và Huyền Vũ quân phải đi lính bao lâu? 10 năm, Kỷ Nhược Phi đáp, mỗi năm chỉ có 10 ngày nghỉ phép để thăm người thân, nên mọi người đều rất cô đơn. Đám danh con của Thanh Long quân các anh thường lén chạy đến đảo Huyền Vũ, tôi toàn mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Ngô Bình gật gù, ừ, ngày nào cũng vào sinh ra tử, áp lực quá nặng nề. Tìm được nửa kia có khi lại là một cách giải tỏa áp lực tốt. Kỷ Nhược Phi bày tỏ, đúng vậy. Trong 10 năm, sẽ có gần 200 trong số họ hy sinh. Nói đến đây, Ngô Bình chợt nghĩ đến tà ma, bèn hỏi, chuyện tà ma kéo đến xâm lược sẽ kéo dài bao lâu? Kỷ Nhược Phi đáp, theo kinh nghiệm của tôi, nếu tà ma bị tổn thất nặng 3 lần liên tiếp thì sẽ tạm ngừng xâm lược. Ngô Bình nói, tức là chúng ta còn phải đánh 2 trận nữa. Kỷ Nhược Phi bảo, khả năng cao là vậy. Anh Ngô, mấy ngày qua vất vả cho anh rồi. Ngô Bình cười đáp, không vất vả. Dù sao giết tà ma cũng có quân công mà. Kỷ Nhược Phi nói, quân công mỗi bên nhận một nửa, khi nào giết đủ 1 triệu tà ma thì chúng ta có thể giải ngũ rồi. Ngô Bình giật mình, ồ, giết đủ 1 triệu tà ma sẽ giải ngũ sao? Kỷ Nhược Phi đáp, nói chính xác hơn, giết đủ 1 triệu tà ma sẽ nhận được một pháp chỉ, có được một suất vào môn phái hạng nhất trong tiên giới. Ngô Bình hỏi, trong lịch sử, đã có bao nhiêu thần tướng lấy được suất này rồi? Kỷ Nhược Phi lắc đầu, không có ai cả. Một thần tướng muốn giết chết 1 triệu tà ma thì phải chiến đấu ít nhất 100 trận. Sống sót sau 100 chiến dịch còn khó hơn việc tu luyện thành thiên tiên. Ngô Bình cau mày, vậy là trong lịch sử đã có rất nhiều thần tướng mất mạng. Kỷ Nhược Phi nói, không hẳn, có người chết, có người giải ngũ sớm. Ngô Bình hơi đau đầu, Kim Huyền Bạch sẽ không bảo tôi giết 1 triệu tà ma cho ông ấy đấy chứ. Kỷ Nhược Phi cười bảo, làm sao có thể, tối đa 1 tháng. Kim Huyền Bạch sẽ trở lại đảo Thanh Long. Ngô Bình tò mò, không phải ông ấy đắc tội thánh nhân sao? Kỷ Nhược Phi nhẹ nhàng đáp, thánh nhân chẳng qua là kẻ mạnh có tu vi cao siêu một chút thôi, nhưng thế giới này, vẫn còn những người mạnh hơn thánh nhân. Ngô Bình nói, nên thực chất Kim Huyền Bạch không sợ thánh nhân. 8 đại thần tướng, đứng sau mỗi người đều có rất nhiều thế lực lớn mạnh, thánh nhân kia cũng không dễ đắc tội. À, anh là tả thần tướng. Có nghĩa anh sẽ là người đầu tiên kế thừa vị trí thần tướng. Sau khi Kim Huyền Bạch chết hoặc giải ngũ, anh sẽ tự động trở thành thần tướng tiếp theo. Ngô Bình không ngạc nhiên, anh đã biết chuyện này từ lâu, bèn hỏi, bên cạnh cô cũng có tả thần tướng nhỉ? Kỷ Nhược Phi nói, các thần tướng thông thường đều bổ nhiệm tả thần tướng. Là tả thần tướng, anh sẽ có được rất nhiều, đồng thời cũng mất đi một số thứ. Ví dụ như sau này ở Viêm Long, anh có thể sẽ bị chèn ép bởi thế lực của phe thánh nhân. Ngô Bình hỏi, thực lực của thánh nhân rất mạnh à? Kỷ Nhược Phi đáp, người này có lai lịch bí ẩn, năng lực cao minh, trăm năm nay đã đào tạo được rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này đã hình thành nên một tập đoàn lợi ích lớn mạnh. Bây giờ anh theo phe Kim Huyền Bạch, tôi dám khẳng định, không đến 1 tháng, anh sẽ phải nhường lại vị trí Long chủ. Ngô Bình cau mày, anh đã đầu tư vào Thiên Long nhiều như vậy mà muốn anh nhường ư, đừng mơ. Kỷ Nhược Phi nói, thật ra làm Long chủ hay không cũng không có nhiều ý nghĩa với anh. Tôi đề nghị anh ít hoạt động ở Viêm Long, tốt nhất là chuyên tâm tu hành ở địa tiên giới. Ngô Bình thấy rất lạ, ý của cô là Viêm Long còn nguy hiểm hơn cả nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như địa tiên giới. Kỷ Nhược Phi nói, dĩ nhiên, Viêm Long còn rất nhiều đại cao thủ ẩn giật, đặc biệt là ẩn tộc. Một khi gặp phải bọn họ thì tuyệt đối đừng xung đột. Ngô Bình hỏi, ẩn tộc. Kỷ Nhược Phi đáp, ẩn tộc là những người nắm giữ bí thuật luân hồi chuyển sinh, có thể chuyển kiếp đầu thai hết lần này đến lần khác. Thân phận của họ có thể là doanh nhân giàu có, người có chức quyền, cũng có thể chỉ là người bình thường. Một khi họ biết bí mật của anh thì bất luận ra sao, họ cũng sẽ khống chế anh, hỏi ra bí mật của anh.
Ngô Bình nhíu mày, đám người này thú vị thật, đã mạnh như vậy rồi thì sao không lên cảnh giới thiên tiên mà lại ẩn nấp ở Viêm Long? Kỷ Nhược Phi nói, tôi nghe các trưởng bối bảo rằng thế giới chúng ta đang ở là vùng đất lành với một số người, họ ở lại đây mới có thể đột phá. Ngô Bình hỏi, ẩn tộc có tu vi ra sao, có cao thủ cảnh giới động tàng không? Kỷ Nhược Phi đáp, tất nhiên là có, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Ngô Bình cảnh giác, xem ra lúc trước anh đã đánh giá thấp thế giới này rồi. Hôm nay đảo Huyền Vũ và đảo Thanh Long có hơn 2.000 nam nữ binh sĩ ghép đôi thành công, về việc tiếp theo họ sẽ làm gì, Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi sẽ không can dự nữa. Cả hai uống rượu, tán gẫu đến rạng sáng mới quay về nghỉ ngơi. Trời còn chưa sáng hẳn, Ngô Bình và Kỷ Nhược Phi đột nhiên choàng tỉnh. Ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy trên trời lại xuất hiện một vết nứt. Hôm nay chắc chắn lại là một trận chiến khốc liệt rồi. Có kinh nghiệm lần trước, tỷ lệ Ngô Bình chém chết tà ma đã cao hơn. Sau khi cuộc chiến bắt đầu, anh đã đi trước một bước, giết chết chủ tướng, rồi kết thúc trận chiến trong vòng một giờ, giết được hơn 60.000 tà ma. Cứ như vậy, Ngô Bình ở lại đảo để hỗ trợ phòng thủ. Trong vòng 7 ngày, anh đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của tà ma, trong đó có 3 lần xâm lược, số lượng tà ma vượt quá 200.000. Sau 5 lần, tà ma tạm ngừng xâm lăng, giống như Kỷ Nhược Phi nói vậy, đám tà ma này sợ rồi. 5 lần chiến đầu, hai bên đã cùng chém chết 200.000+ tà ma, trong đó Ngô Bình đã lấy được 115.000 đầu người. Trong thời gian đó, Kỷ Nhược Phi cũng 2 lần hỗ trợ cho đảo Thanh Long, đẩy lùi 2 lần xâm phạm của tà ma. Sau đó, tà ma dường như đã dừng lại, không xâm chiếm hai đảo nữa. Ngày thứ 10, Ngô Bình dẫn quân trở lại đảo Thanh Long. Vừa quay lại, anh đã thấy Kim Huyền Bạch mặc chiến bào ngồi trong lều trại lớn. Anh vừa kinh ngạc vừa ngạc, thần tướng, chú về khi nào vậy? Kim Huyền Bạch cười đáp, mới về thôi. Nửa tháng nay cậu đã làm rất tốt, cũng nhờ cậu, tôi có thể về đây sớm nửa năm. Ngô Bình chớp mắt hỏi, thần tướng, chuyện đó có liên quan gì đến cháu ạ? Kim Huyền Bạch trả lời, sau này tôi sẽ giải thích với cậu. Ông ấy không nói, Ngô Bình cũng không hỏi nhiều, bèn nói, thần tướng, cháu đã ở đây nửa tháng, muốn xin nghỉ phép dài ngày. Kim Huyền Bạch cười bảo, được, sau này cậu có thể đến đây và rời đi bất cứ lúc nào. Sau khi Ngô Bình tạm biệt các chiến sĩ thì đến đảo Huyền Vũ để từ giã Kỷ Nhược Phi. Nhưng khi đến đảo Huyền Vũ, anh mới biết Kỷ Nhược Phi đã rời đảo cách đây 2 giờ sau khi nhận được tin từ người nhà. Kỷ Nhược Phi vắng mặt, Ngô Bình bèn lập tức về nhà. Từ đảo Huyền Vũ về Thiên Kinh, anh sẽ bay qua vùng trời của bán đảo. Đến bán đảo, anh đột nhiên dừng lại, nghĩ đến một chuyện. Anh từng nghe người ta nói rằng vào ban đêm, ở chiến trường của bán đảo sẽ có rất nhiều bóng ma xuất hiện. Anh lấy máy định vị ra, chẳng mấy chốc đã tìm được khu vực chung, bèn đáp xuống. Sau khi đáp xuống, anh phát hiện có một cánh đồng lúa mì ở đây. Có một gia đình đang gặt lúa. Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến gia đình họ giật nảy mình. Một ông lão hỏi anh bằng tiếng bán đảo, cậu là ai? Ngô Bình không biết tiếng bán đảo, cười nói, ông đừng sợ, cháu là du khách. Nghe anh nói tiếng Viêm Long, ông lão thở phào, bỗng dùng tiếng Viêm Long trả lời anh, ra là cậu bạn đến từ Viêm Long. Chào cậu, tôi là Kim Hữu Chí, từng kề vai tác chiến cùng các chiến sĩ Viêm Long để đánh bại bọn giặc Mễ. Chương 913, lò luyện minh thần. Mắt Ngô Bình lóe sáng nói, chào ông cụ, ông nội tôi cũng từng đánh giặc ngoại xâm nước Mễ ở đây. Người mà anh nói là ông của Cương Tử, năm đó ông ta từng đánh một trận ác chiến với quân nước Mễ ở đây, nhưng một nhóm bóng mở chạy khắp mặt đất khiến trận chiến dừng lại. Anh có ấn tượng sâu sắc với chuyện này nên lúc đi ngang qua chỗ này bèn xuống nhìn xem. Ông lão rất vui, vậy à, ông ấy ở đội nào? Ngô Bình vẫn còn nhớ số hiệu nên lập tức đáp, ông lão mừng rỡ nói, bọn tôi từng sát cánh chiến đấu, hai, mới đấy đã qua nhiều năm rồi, sức khỏe của ông ấy vẫn tốt chứ? Ngô Bình gật đầu, vẫn còn khỏe ạ. Sau đó anh hỏi, ông cụ, tôi nghe ông nội nói trận chiến đó từng xảy ra một chuyện vô cùng kỳ lạ, ông còn nhớ không? Ông lão ngẫm nghĩ một chút, ý cậu nói là chuyện một đám bóng mờ chạy loạn khắp mặt đất đó à? Dĩ nhiên tôi vẫn còn nhớ. Ngô Bình nói, ông cụ, đó là do ma quỷ làm loạn sao? Ông lão cười nói, vậy thì tôi không biết rồi. Ông ấy chỉ về phía trước, đi về phía trước mười mấy dặm chính là nơi đó. Bây giờ là khu bảo tồn tự nhiên, thật ra cũng không có gì để bảo tồn cả, chỉ là hai ngọn núi thôi. Khu bảo tồn tự nhiên, Ngô Bình hỏi, nơi đó có người trông coi không?
Ông lão nói, tôi từng đến đó mấy lần, trên núi có hai căn nhà nhỏ, buổi tối sẽ có đèn sáng, chắc có người ở đó. Ngô Bình lấy 50.000 tệ ra đặt vào trong tay ông lão nói, ông cụ, ông là anh hùng từng sát cánh chiến đấu với ông nội tôi đến cũng chẳng đem theo gì, xin ông nhận lấy 50.000 tệ này để cải thiện cuộc sống. Ông lão giật mình, liên tục xua tay, không cần, không cần, tôi không thể lấy tiền của cậu. Ngô Bình cười nói, ông cụ đừng khách sáo, ông nội biết tôi làm vậy cũng sẽ rất vui. Ông lão thấy anh rất chân thành, hơn nữa gia cảnh của ông ấy không tốt lắm, 50.000 tệ này là một số tiền lớn với ông ấy, thế là ông ấy do dự một chốc rồi cũng nhận lấy. Tiền tệ của nước Viêm Long có thể được lưu hành ở đảo Bắc bán, được yêu thích hơn tiền trong nước, bình thường có thể dùng nó để mua sắm hàng hóa của nước Long Viêm. Ông lão cảm thấy rất biết ơn nói, chàng trai, cảm ơn cậu nhiều lắm, cháu tôi sắp kết hôn, quả thật nhà đang cần một số tiền. Ngô Bình cười nói, ông cụ đừng khách sáo. À phải rồi, tôi muốn đến nơi năm đó bóng ma xuất hiện, ông cụ có thể dẫn đường giúp tôi không? Ông lão vui vẻ đồng ý rồi gọi con trai mình đến, một người đàn ông trung niên cường tráng thành thật, bảo anh ta lái một chiếc xe ngựa đến điểm cần đến. Xe ngựa chạy rất nhanh, con trai ông lão không hiểu tiếng Viêm Long, cả quãng đường chỉ cười với Ngô Bình. Phải biết là thu nhập mỗi tháng của cả nhà chỉ có 1.000 tệ. Ngô Bình cho họ 50.000 tệ tương đương với thu nhập 4 năm của cả gia đình, đây là một số tiền cực kỳ lớn với họ. Ông lão lấy một bao thuốc đưa cho Ngô Bình, đây là thuốc được giới thượng lưu đảo Bắc bán hút, tên là 727. Ông lão cũng chỉ còn nửa hộp, thường ngày còn tiếc của không nỡ lấy ra hút, hiện tại ông ấy đã xem Ngô Bình là quý nhân của mình mới chia sẻ với anh. Ngô Bình châm một điếu, vừa rít vừa nói chuyện phiếm với ông lão. Bất giác đã đến trước một ngọn núi khá thấp. Cỏ cây trên núi rậm rạp, tùm, trông có vẻ đây là ngọn núi hoang vu, không ai lui tới. Đến trước ngọn núi, ông lão nói với con trai, đi, con cùng đi lên núi. Người đàn ông trung niên cười với Ngô Bình, cầm liềm cắt cỏ đi trước cắt cỏ mở đường, Ngô Bình đi theo phía sau. Núi không cao, không lâu sau đã đi đến đỉnh núi. Ngô Bình nhắm mắt lại, thần niệm mở ra bao quát xung quanh, nhưng anh không phát hiện được thứ gì, hình như chỉ là một ngọn núi bình thường. Sau đó anh lại kích hoạt nhìn thấu vạn vật nhìn bên dưới núi thì thấy một luồng sáng màu đen nồng đậm từ trong khe núi giữa hai ngọn núi. Thần niệm của anh không thể cảm nhận được ánh sáng màu đen này, người bình thường cũng không nhìn thấy, chỉ có nhìn thấu vạn vật của anh mới có thể nhìn thấy. Anh sải bước đi xuống núi. Đúng lúc này có người lớn tiếng gọi gì đó ở đằng xa, người con trai vội vàng kéo Ngô Bình lại rồi đi qua phía đối diện. Ngô Bình nhìn thấy hai người đàn ông mặc quân phục đi đến. Họ và người con trai nói vài câu. Người con trai nhét ít tiền cho họ, hai người này ngậm miệng lại đứng đó nhìn Ngô Bình, sau đó quay về căn nhà nhỏ. Ngô Bình đi xuống khe núi dọc theo sườn núi, anh nhìn rõ hơn luồng khí đen đến từ một nơi cách mặt đất hơn 100 mét, nơi đó có một lò luyện màu đen, khí đen bay ra từ miệng lò luyện. Nhìn một chốc, anh thầm bảo Viêm Dương xuống dưới lấy lò luyện, còn anh xoay người trèo lên núi. Sau khi xuống núi, anh nói với ông lão, ông cụ. Đến lúc tôi nên đi rồi, sau này, nếu các ông đến Viêm Long chơi, có thể tìm tôi. Để lại một tấm danh thiếp, anh sải bước rời đi. Đi đến nơi không có ai, Viêm Dương xuất hiện, nó ôm một cái lò ngọc màu đen cao nửa mét. Trong lò ngọc bắn ra ánh sáng màu đen, Viêm Dương ngạc nhiên nói, chủ nhân, cái lò này rất kỳ lạ. Ngô Bình cũng không nhận ra vật này là gì bèn cất nó vào không gian hắc thiên, sau đó bay lên không trung. Vừa bay một chốc. Trong đầu vang lên giọng nói của thần Hắc Thiên. Này, sao ngươi có lò luyện minh thần? Ngô Bình nói, lò luyện minh thần là gì? Thần Hắc Thiên, lò luyện minh thần dĩ nhiên là một thần khí do thần minh tạo ra, có thể chuyển hóa thần hồn thành năng lượng cơ bản nhất của sinh mạng, nguyên lực sinh mệnh là vật bảo vô giá. Ngô Bình, quả thật là đồ tốt, thần minh gì đó và ngươi thì ai mạnh hơn? Thần Hắc Thiên im lặng vài giây, có lẽ nó mạnh hơn ta một chút thôi. Anh bay rất nhanh. Không bao lâu đã đáp xuống Thiên Kinh. Anh quay về trụ sở Thiên Long nhận ra ai nấy cũng đều rất quái lạ, sau đó Hoa Giải Ngữ chạy ra nói, Long chủ, sao giờ anh mới về? Ngô Bình nhìn vẻ lo lắng của cô ấy hỏi, sao thế? Hoa Giải Ngữ, bên trên đột nhiên cách chức Long chủ của anh, còn cho thủ lĩnh mới đến. Ngô Bình cũng không ngạc nhiên lắm, Kỷ Nhược Phi đã từng nhắc nhở anh nếu đứng về phía Kim Huyền Bạch, đám người bên cạnh thánh nhân chắc chắn sẽ gây bất lợi với anh. Anh lạnh nhạt nói, không sao, Long chủ không làm nữa thì thôi, cô cũng đừng lo.
Hoa Giải Ngữ, các vị tổ trưởng và long vệ đều vì thế mà rời khỏi Thiên Kinh, thủ lĩnh mới đến không thấy người nên đang nổi giận với bọn tôi ở đại điện. Ngô Bình khẽ cười, dẫn tôi đến gặp thủ lĩnh mới. Vài phút sau, Ngô Bình đi đến đại điện hội nghị của Thiên Long, lúc này một người đàn ông ngoài 40 đang quở trách vài quản lý của Thiên Long. Đừng có chống đối tôi, đứng phía sau tôi là ý chí quốc gia, các người làm thế chắc chắn không có kết quả tốt. Là ai đang nổi giận đấy? Ngô Bình bước đến nói. Chương 914, thiếu nợ trả tiền. Đó là một người đàn ông trung niên da trắng, khuôn mặt vuông, vóc dáng vừa phải, là một cao thủ nhân tiên tầng 2. Cử ra một người như vậy đến làm long chủ, ắt hẳn chỉ là ứng phó tạm thời, sau này sẽ đổi thành người được chọn thích hợp hơn. Người đàn ông trung niên nhìn Ngô Bình, gã ta nheo mắt, cậu là ai? Ai cho cậu vào đây? Ngô Bình cao giọng nói, long chủ tiền nhiệm, Ngô Bình. Tôi đến đòi nợ. Người trung niên hừ một tiếng, thì ra là long chủ tiền nhiệm, hân hạnh được gặp, tôi tên Bác Luân, là long chủ mới đến. Sau này Thiên Long không còn liên quan đến cậu, nếu không có chuyện gì thì tốt nhất cậu đừng đến Thiên Long nữa. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi đến là đòi nợ. Bác Luân bình thản nói, đòi nợ. Không sao cả, tôi lập tức kêu người trả cho cậu, cầm tiền rồi thì đi đi, đừng ở lại lâu. Hoa Giải Ngữ tiến lên nói, long chủ, tổng cộng chúng ta nợ long chủ tiền nhiệm là 600 tỷ đô la, trong đó, năm nay phải trả trước 400 tỷ, năm sau và năm tới nữa lần lượt trả 100 tỷ. Bác Luân này suýt nữa đã nhảy dựng lên, kêu lên cái gì? 600 tỷ đô la. 600 tỷ đô la Mỹ là khái niệm gì? Gấp đôi sản lượng kinh tế năm ngoái của Thiên Kinh đấy. Nhiều tiền như vậy, đừng nói là gã ta, ngay cả thế lực sau lưng gã ta cũng không trả nổi. Bác Luân đảo mắt nói, khoản tiền này là phát sinh trong nhiệm kỳ của cậu, tôi tuyên bố vô hiệu. Ngô Bình lạnh nhạt nói, muốn trốn nợ. Được. Anh nói với Hoa Giải Ngữ, báo cho toàn bộ thành viên có dùng thuốc biến đổi gen của Thiên Long, chỉ cần bọn họ chịu rời khỏi tổ chức, tôi sẽ cho bọn họ thuốc biến đổi gen cấp cao hơn. Ngoài ra, tiền lương của bọn họ, tôi cũng sẽ tăng gấp 10. Hoa Giải Ngữ chớp mắt, được. Bác Luân tức giận, cậu dám đào góc tường như vậy, đúng là to gan. Ngô Bình, nợ tôi 600 tỷ mà các người còn muốn khất nợ, đương nhiên tôi phải cứu vãn ít tổn thất chứ. Còn nữa, tôi là đệ tử tinh anh của Thục Sơn Kiếm Phái, các người nợ tiền còn không trả, tôi sẽ mời sư phụ tôi xuống núi đòi. Bác Luân biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, do dự chốc lát, gã ta lại rời khỏi sảnh chính, trông bộ dạng có vẻ là đi liên lạc với cấp trên. Ngô Bình đứng đợi ở điện lớn, các thành viên Thiên Long trong sảnh lần lượt tiến lên chào hỏi, có người nói, đại nhân, lát nữa tôi sẽ từ chức, anh đi đâu, tôi sẽ đi theo đó. Người khác cũng đều hùa theo, đối với Ngô Bình, ấn tượng của bọn họ rất tốt. Sau khi Ngô Bình nhậm chức, đãi ngộ của bọn họ không chỉ tăng cao, mà còn có thể có được thuốc biến đổi gen đắt đỏ, thực lực tăng mạnh. Ông chủ tốt như vậy, đương nhiên bọn họ không muốn bỏ qua, cho dù rời khỏi Thiên Long, cũng muốn tiếp tục đi theo Ngô Bình. 10 phút sau, Bác Luân kia lại xuất hiện, gã ta nói, Ngô Bình, có người muốn gặp cậu, không biết cậu có dám đi không? Ngô Bình, ô, ai gặp tôi? Bác Luân, cấp trên của tôi. Ngô Bình, muốn gặp tôi cũng được, tôi đợi ở đây, bảo bọn họ đến đây tìm tôi. Bác Luân, vẫn mong cậu đi cùng tôi một chuyến. Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi không quen biết anh, không có hứng thú đi với anh. Bác Luân nhíu mày, gã ta cân nhắc vài giây rồi nói, được, vậy gặp mặt ở Thiên Long. Ngô Bình không muốn phí lời với gã ta, lập tức quay về phòng trước kia của mình. Anh vừa đến, 30 long vệ bỗng nhảy vào. Ngô Bình nhìn bọn họ, lạnh nhạt nói, bây giờ tôi đã không còn là long chủ của mọi người nữa, mọi người không cần đi theo tôi. Long vệ trước giờ đều rất nghe lệnh, nhưng lúc này, bọn họ đều đứng đó bất động. Ngô Bình, sao vậy? Một long vệ nói, đại nhân vĩnh viễn là long chủ của chúng tôi. Chúng tôi đã thương lượng sẽ rời khỏi Thiên Long, đi theo đại nhân. Ngô Bình rất vui mừng, ở Thiên Long anh đã đầu tư cho người thân cận mình rất nhiều, nếu như long vệ lúc này không đứng về phía anh, thì anh sẽ rất thất vọng. Vị trí long chủ này, không ai có thể cướp đi được. Anh lạnh nhạt nói, mọi người cứ vững lòng, tạm thời cứ lui xuống đi. Long vệ lui xuống, Ngô Bình gọi Diệp Thần đến, tu luyện qua mấy ngày, Diệp Thần tiến bộ rõ ràng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã là luyện thần hậu kỳ rồi. Tiếp theo, anh đích thân chỉ điểm, định giúp cậu ấy tiến lên cảnh giới tiên thiên trước. Ngô Bình chỉ bảo cho Diệp Thần tu hành ở trong sân, thời gian trôi qua rất nhanh.
Một tiếng đồng hồ sau, ngoài sân vang lên âm thanh, cậu em Ngô. Ngô Bình nghe ra âm thanh của Thành Ngư, ban đầu khi anh đến Thiên Long trở thành Long Chủ, chính là do Thành Ngư dẫn đường. Ngô Bình, mời anh Thành vào. Thành Ngư đẩy cửa vào, gương mặt anh ta tươi cười, nói, tên nhóc này vận khí không tệ, vậy mà có thể được Ngô huynh cao thủ võ học chỉ điểm. Ngô Bình cho Diệp Thần lui xuống, nói, anh Thành, anh đến vì món nợ của Thiên Long. Thành Ngư thở dài, nói, cậu em Ngô, tôi biết trong lòng cậu rất khó chịu. Ban đầu, là tôi đưa cậu đến, vì vậy tôi thấy tôi có trách nhiệm nhắc nhở cậu. Ngô Bình, anh muốn nhắc nhở tôi chuyện gì? Hay là bỏ số tiền kia đi, đừng nói 600 tỷ, dù chỉ nợ cậu 60 tỷ, họ cũng không trả đâu. Ngô Bình cười lạnh, không trả cũng được, cho các thành viên đã dùng thuốc biến đổi gen kia đi theo tôi. Thành Ngư lắc đầu, bọn họ sẽ không cho phép, nếu cậu cố chấp làm như vậy, đồng nghĩa trở mặt với những người kia. Không phải tôi đánh giá cậu thấp, nhưng nếu đấu với bọn họ, cậu cũng không nắm được phần thắng đâu. Ngô Bình thản nhiên nói, anh Thành, vẫn nên để người bên ngoài đích thân đến nói với tôi đi. Thành Ngư khẽ thở dài, biết không khuyên được anh, bèn quay người rời khỏi sân viện. Thành Ngư vừa đi, lại có một người đàn ông trung niên để tóc húi cua mặc áo khoác xanh đi vào. Khí thế người trung niên mạnh mẽ, là một cao thủ địa tiên tầng 5, cường giả linh biến. Người trung niên nhìn Ngô Bình, ánh mắt lạnh lùng, gã ta nói, tôi đến là nói với cậu hai chuyện. Thứ nhất, cậu đối đầu với thánh nhân, đã là một con đường chết rồi. Thứ hai, nếu cậu không biết tốt xấu, cậu sẽ chết càng nhanh hơn. Ngô Bình lạnh lùng nói, vậy sao? Người trung niên, bây giờ cậu vẫn còn có cơ hội, xóa nợ, rời khỏi Kim Huyền Bạch, như vậy thì tránh được cái chết. Ngoài ra, nếu cậu thể hiện tốt, tôi có thể đưa cậu đi gặp thánh nhân. Nếu có thể được thánh nhân chỉ điểm một câu, cậu sẽ được thoải mái cả đời. Ngô Bình lạnh nhạt nói, ông nói xong rồi. Bây giờ tới lượt tôi nói. Thứ nhất, tiền thì một đồng cũng không thể thiếu. Thứ hai, mấy lời gió bay kia của ông không dọa được tôi. Thứ ba, ông kiêu ngạo cái gì chứ, là bởi vì ông không ý thức được đang nói chuyện với ai thôi. Người trung niên hừ mạnh, rượu mời không uống lại muốn nếm rượu phát. Đợi đến khi người nhà, bạn bè, cùng với người bên cạnh biến mất, cậu sẽ hiểu được, thế nào gọi là bất lực. Lời người trung niên còn chưa nói xong, Ngô Bình đã ra tay đầy mạnh mẽ, cổ người đàn ông trung niên bị siết chặt, thân thể đập mạnh xuống đất. Người trung niên là cao thủ linh biến, địa tiên tầng 5, thoáng chốc đã bị đánh đến cả người run rẩy, không có sức đánh trả. Ngô Bình lạnh lùng nói, người đe dọa tôi đều chết cả rồi. Răng rắc, tay anh dùng lực siết gãy cổ người trung niên, một luồng tiên lực kinh người tiến vào thân thể gã ta, phong tỏa linh khiếu, thần khiếu toàn thân đối phương. Kiểu phong tỏa này là thủ đoạn độc môn của âm dương giáo, gọi là âm dương đại phong ấn, kể cả thiên tiên cũng không thoát được. Người trung niên hét thảm, cậu dám ra tay với tôi, cậu chết chắc rồi. Ngô Bình lạnh lùng nói, ông đã nói bây giờ chắc chắn tôi sẽ chết, nếu đã chết, vậy tại sao tôi không giết ông trước chứ? Chương 915, vô song hóa thân. Thành Ngư xông vào, nhìn thấy người trung niên ngồi phịch dưới đất, anh ta khẽ thở dài, lặng lẽ dìu ông ta rời khỏi sân. Người đi rồi, Ngô Bình có chút buồn rầu, anh cân nhắc có nên hy sinh thêm vài tà ma để Hắc Thiên giáo giúp bản thân giết chết thánh nhân kia không? Thôi vậy, sức mạnh của Hắc Thiên thần, ít dùng thì hơn. Anh lầm bầm tự nói. Bỗng nhiên, anh lại nghĩ đến gì đó, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một cái đỉnh. Trong đỉnh này trấn áp một cửu vĩ thiên hồ bên trong tương đương một người cấp bậc thiên tiên, vì vậy anh không dám kiếm chuyện. Nhưng bây giờ, anh buộc phải đối mặt với thánh nhân mạnh mẽ này. Anh đoán, sức mạnh của thánh nhân, e rằng ngay cả sư phụ ở Vô Tương Phong cũng không phải là đối thủ. Nếu đã như vậy thì anh nhất định phải để lại đường lui, thử xem có thể nói chuyện với vị cao thủ siêu cấp bên trong không, sau đó mượn sức của nó trấn áp thánh nhân. Anh quan sát đỉnh này kỹ càng. Phát trong đỉnh có cấm chế rất phức tạp và mạnh, anh nhìn thấy cấm chế rất rõ ràng, cũng biết nguyên lý bên trong, nhưng nếu muốn phá bỏ nó thì thật sự vô cùng khó khăn. Tầm mắt xuyên qua cấm chế, anh lại nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ, nó vô cùng uy phong, thân thể to như núi. Nó cũng cực kỳ xinh đẹp, chín đuôi có chín màu. Cửu vĩ thiên hồ cũng nhìn anh như thể nó cảm nhận được Ngô Bình đang nhìn mình. Công tử, đột nhiên, trong đầu Ngô Bình vang lên âm thanh cực kỳ nhỏ. Đối phương đang nói tiên ngữ. Ngô Bình ngây người, hỏi, ngươi là ai? Ngươi và ta đang nhìn nhau. Âm thanh đó lại vang lên.
Ngô Bình giật mình, người chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ, thần niệm có thể truyền ra ngoài sao? Cửu Vĩ Thiên Hồ, đúng vậy. Lần trước công tử phát hiện ra rồi, ta đã muốn kết nối với công tử, đáng tiếc sau đó công tử đã bỏ đỉnh này vào trong pháp khí chứa đồ. Ngô Bình chớp mắt, người tìm ta có chuyện. Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta muốn giao dịch với công tử. Ngô Bình hỏi, giao dịch gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta hy vọng công tử có thể phá cấm chế này, thả ta ra khỏi đây. Ngô Bình, cấm chế rất mạnh, ta không giúp người được. Cửu Vĩ Thiên Hồ, không cần công tử ra tay, công tử chỉ cần tìm được người tộc ta là được. Ngô Bình ngây người, trong tộc ngươi còn có người sống sót. Cửu Vĩ Thiên Hồ, tộc Cửu Vĩ ta là một trong thế lực đỉnh cao của Thiên Quốc, đương nhiên có không ít cao thủ tại thế rồi. Ngô Bình, ta làm sao mới liên lạc được với bọn họ? Cửu Vĩ Thiên Hồ, ta có giấu một hóa thân ở bên ngoài, công tử chỉ cần tìm thấy người kia, nói hoàn cảnh của ta cho người kia sẽ tự tìm người trong tộc đến cứu ta. Ngô Bình ngạc nhiên nói, nếu đã là hóa thân của ngươi, vậy tại sao ngươi không chủ động liên lạc được? Cửu Vĩ Thiên Hồ, uy lực đỉnh này quá mạnh, thần niệm của ta có thể đưa ra ngoài nhưng rất yếu, không thể kết nối được với hóa thân. Ngô Bình ngẫm nghĩ nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng hiện tại ta cũng gặp rắc rối, có thể sống sót rời khỏi đây rồi hẳn nói sau. Cửu Vĩ Thiên Hồ nói, không biết công tử gặp phải rắc rối gì, có thể nói cho thiếp thân nghe không? Vì thế Ngô Bình nói về chuyện thánh nhân trong thiên kinh, Cửu Vĩ Thiên Hồ nghe xong, cười lạnh nói, thánh nhân gì chứ, ta ở trong đỉnh, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của người kia, nhưng cũng chỉ là một bán bộ thiên tiên nhỏ nhoi mà thôi. Ngô Bình kinh ngạc, bán bộ thiên tiên. Cửu Vĩ Thiên Hồ, không sai, vì vậy ngươi không cần phải sợ ông ta. Ngô Bình thở dài, bán bộ thiên tiên, thì cũng cận kề thiên tiên rồi, chắc chắn ta không đấu được ông ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ, công tử chỉ cần tìm được hóa thân của ta, người kia nhất định giúp công tử trừ khử bán bộ thiên tiên này. Ngô Bình chớp mắt, phải làm sao để tìm được hóa thân của ngươi? Cửu Vĩ Thiên Hồ, hóa thân kia của ta vẫn luôn ngủ say, ta truyền cho công tử một bộ chú ngữ, anh mặc niệm nhiều lần là có thể gọi tỉnh được. Ngô Bình, thực lực hóa thân kia thế nào? Cửu Vĩ Thiên Hồ, hóa thân kia của ta, tuy chỉ có tu vi động tàng, nhưng sở hữu thân thể thiên tiên, chỉ là bán bộ thiên tiên thì chắc chắn không phải đối thủ của người kia. Ngô Bình thở phào, được, xin truyền chú ngữ cho ta. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền chú ngữ cho Ngô Bình, sau đó nói, công tử, thể lực ta tiêu hao rất nhiều, hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Nói xong, Ngô Bình đã nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ nhắm mắt lại, dường như đã rơi vào giấc ngủ say. Anh thu hồi nhìn thấu vạn vật, thu hồi đỉnh kia, sau đó ngồi xếp bằng, niệm chú ngôn mà Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền thụ. Chú nguyện này rất khó hiểu, lúc niệm tiêu hao thể lực rất lớn, mới niệm một lần, anh đã đổ đầy mồ hôi. Niệm đến lượt thứ hai, thân thể giống như đã bị vét cạn. Ngay khi Ngô Bình niệm chú ngôn, vùng cực Tây Viêm Long, Đại Tuyết Sơn đột nhiên khẽ rung động, đột nhiên nó tách ra, để lộ một cánh cửa đen tuyền, bên trong bỗng lao ra một bóng trắng khổng lồ, bay thẳng lên trời, biến mất không dấu. Ngô Bình nuốt hai miếng đan dược, đang chuẩn bị nghiến răng niệm lần ba, đột nhiên hoa mắt, một cô gái da rẻ trắng mịn đứng trước mặt bản thân. Cô gái này xinh đẹp vô song, thân hình yêu kiều, đôi mắt tím nhạt, tóc dài màu bạc. Những thứ này cũng không là gì cả, chuyện khiến anh kinh ngạc nhất là cô gái này hoàn toàn không mặc quần áo, mà cứ như vậy ở trước mặt anh, hơn nữa vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Anh là ai? Cô gái hỏi Ngô Bình. Ngô Bình lấy một bộ quần áo để cho Đường Băng Vân đưa qua, anh nói, mặc quần áo trước. Cô gái vung tay một cái đã mặc xong quần áo. Ngô Bình nói, bản tôn của cô nhờ tôi gọi cô dậy, cô từ đâu đến vậy? Cô gái nói, đang ở trên một ngọn núi, tôi đã ngủ say rất lâu rồi, là chú ngữ của anh thức tỉnh tôi. Ngô Bình gật đầu, bây giờ cô phải làm giúp tôi một chuyện. Cô gái, anh đã thức tỉnh tôi rồi, tôi sẽ phục tùng theo mệnh lệnh anh. Ngô Bình cười nói, trước tiên cùng tôi ăn chút gì đã. Không lâu sau, có người đưa rượu và thức ăn đến, Ngô Bình rót ly rượu cho cô gái, đừng khách sáo. Cô gái nhìn thấy thức ăn, bèn nói, thức ăn này không có ý nghĩa gì với tôi cả, tôi không ăn. Ngô Bình đành chịu, vậy được thôi, anh vung tay, cho người mang rượu và thức ăn xuống. Xưng hô với cô thế nào đây, anh hỏi. Cô gái đáp, vô song. Vô song, hiện tại tôi có một đối thủ. Ông ta có khả năng là bán bộ thiên tiên, người có thể đối phó với ông ta được không? Cô gái nói, bán bộ thiên tiên thì tôi có thể giết chết.
Ngô Bình, tôi vẫn không biết người đó có sẽ ra tay hay không, tạm thời cô cứ ở bên cạnh tôi bảo vệ. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ nói cho cô biết tiếp theo nên làm gì. Vô Song nói, được. Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng động, sau đó một ông lão đẩy cửa đi vào, ông ta cao lớn, râu đen dài dày rậm, mặc áo bào màu xám kiếu triều thanh. Ngô Bình nhìn người này, khẽ nheo mắt, người đến là chân quân thiên thất cảnh. Ông lão áo bào xám nhìn Ngô Bình, nói tiểu hữu, cậu đánh người của tôi bị thương, hiện tại tôi muốn đánh cậu trọng thương, sau đó đưa về thẩm vấn. Ngô Bình cười lạnh, chỉ dựa vào ông sao? Ông lão lạnh nhạt nói, lão đây tự nhận có thể làm được. Chương 916, lừa tiền lần nữa. Nói xong, hai tay ông lão kết ấn, không khí chung quanh đột nhiên rung động, tám bàn tay năng lượng được phủ đầy ký hiệu ập tới Ngô Bình từ bốn phương tám hướng. Bàn tay khổng lồ được ngưng tụ từ năng lượng này là sát chiêu được hình thành bởi sự kết hợp giữa thần niệm và linh biến. Mỗi một cái đều có thể đánh ra sức mạnh tương đương 10.000 cân. Một bàn tay thôi cũng đủ đè chặt một con khủng long bạo chúa xuống đất. Ngô Bình khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, anh đánh ra ba quyền, đá ra hai chân, sức mạnh khủng bố bộc phát, năm bàn tay năng lượng trong không trung bị anh đánh bại. Ba bàn tay còn lại vừa mới tiếp xúc với cơ thể, Ngô Bình đã lập tức xoay tròn, mượn dùng sức mạnh âm dương pháp bào mà đánh văng nó ra. Anh tìm đúng thời cơ, đánh ra thêm ba quyền, phá nát luôn ba bàn tay còn lại. Ông lão kia lắp bắp kinh hãi, không thể nào. Cơ thể Ngô Bình nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện sau lưng ông lão. Hơi thở chết chóc ập tới, ông lão kia hét lớn một tiếng, toàn bộ phòng ngự đều tập trung ở sau lưng, đồng thời toàn thân nhanh chóng bổ nhào lên trước. Bùm! Chỉ một đấm, ông lão đã bị đánh văng ra hơn 10 mét, phun ra ngụm máu giữa không trung. Ông ta cũng mượn lực từ đòn này để trực tiếp lao ra khỏi sân, thoát đi hiện trường. Ông ta biết mình không phải đối thủ của Ngô Bình, ở lại cũng chỉ còn con đường chết, thế thì không bằng trốn thoát đã. Ngô Bình cũng không đuổi theo, anh nói với Vô Song, lần này là chân quân tới, người tiếp theo không chừng sẽ là tiên quân, đến chừng đó, cô hãy giúp tôi đối phó đối phương. Vô Song, không thành vấn đề, có điều, cần gì phiền toái như vậy, để tôi trực tiếp đi giết người nọ là xong hết chuyện mà. Cô ấy vừa dứt lời là đã phóng ra khí tức đáng sợ. Một tia thần niệm mang sức mạnh hủy diệt trời đất đầy bá đạo bao phủ cả thiên kinh, trong nháy mắt tập trung vào một người. Đây là một tu sĩ trung niên nam, vẻ ngoài bình thường, trước ngực có ba lọn tóc rũ xuống, trên thân mặc một bộ trường bào trắng, người này đang ngồi xếp bằng trong một sân vườn yên tĩnh. Bất chợt, người này mở bừng mắt, trong hai con người màu vàng nhạt lóe lên tia ngạc nhiên, chẳng ngờ trong thiên hạ còn có cao thủ như thế. Thấy Vô Song phóng ra thần niệm, Ngô Bình vội ngăn lại, đừng đánh rắn động cỏ. Vô Song lập tức thu hồi thần niệm, người đàn ông trung niên suy tư một lát rồi gọi tới một ông già, ông đi nhắn lại vài câu với Ngô Bình. Nửa tiếng sau, trong sân của Ngô Bình, một ông già xuất hiện, thánh nhân lệnh tôi nhắn tới cậu, sau này cậu vẫn là long chủ, hơn nữa, người trong thiên kinh tuyệt đối sẽ không dám tới gây rắc rối cho cậu. Ngô Bình có hơi bất ngờ, chẳng lẽ thực lực mà Vô Song vừa thể hiện đã làm vị thánh nhân kia kinh sợ. Ông già nói xong rồi xoay người rời đi, sau đó, Bác Luân cũng rời khỏi, Ngô Bình tới sảnh hội nghị. Lúc này, Long Vệ và tất cả đội trưởng đều có mặt, họ biết Ngô Bình vẫn là Long Chủ, trong lòng vừa khâm phục vừa kinh ngạc. Có thể xoay chuyển tình thế trong tình trạng mọi chuyện đã rồi như vậy, Long Chủ không hổ là Long Chủ. Ngô Bình hỏi, hiệu quả của thuốc biến đổi gen thế nào? Hoa Giải Ngữ nói, Long Chủ, thực lực hầu hết mọi người đã tăng mạnh, hơn nữa. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã dạy dỗ thần võ ti vài trận ra trò. Trần Tố cười nói, Long Chủ, 10 người dưới trướng tôi đã đánh 30 mấy người của thần võ ti đến mức không thể phản kháng. Ngô Bình gật đầu, vậy là tốt rồi. Trần Tố, nghe nói Hoàng Phủ Hằng đang gặp rắc rối. Ngô Bình hỏi, rắc rối gì? Trần Tố, hình như hắn thiếu người ta rất nhiều tiền, bị mấy thế lực lớn chặn đường ở thần võ ti 3 ngày rồi, nghe nói đang chạy vạy khắp nơi để trả nợ. Lần trước Ngô Bình giả dạng thành Thanh Mộc chân quân lừa Hoàng Phủ Hằng 5.000 tiền bùa, trong đó có gần nửa là vay mượn. Ngô Bình nở nụ cười, tôi muốn bế quan vài ngày, mọi người nhớ làm việc đàng hoàng, với lại, chuyện tôi trở về cũng đừng để lộ ra ngoài. Vâng, mọi người đồng loạt đáp. Ngô Bình sắp xếp chỗ ở cho Vô Song xong thì tới một nơi tĩnh lặng, lấy ra Lư Thần Âm Dương, anh muốn thử dùng nó để luyện đan. Lư Thần Âm Dương này không hề thua kém tiên đỉnh thuần nhất. Là lò tốt khi dùng để luyện đan.
anh theo Thanh Mộc Chân Quân vào trong động tiên, lấy được hơn 50 bình đan dược. Đống đan dược đó đã được cất giữ quá lâu nên đều hóa khí, cần luyện chế lại lần nữa mới có thể khôi phục dược hiệu. Đương nhiên, làm vậy cũng phải trả cái giá khá đắt, ví dụ như nếu là đan dược vương phẩm, luyện chế lại một lần thì sẽ giảm xuống một bậc, thậm chí là tụt hẳn hai bậc. Ngô Bình làm quen với lưu thần âm dương trước rồi mới bắt đầu luyện chế. Quá trình luyện chế lại đan dược cũng không dễ dàng hơn quá trình chuyện mới bao nhiêu, bình đầu tiên thôi đã tốn của anh gần một tiếng. Trong lúc đó, anh bỏ thêm vài dược liệu, cố gắng giữ lại dược hiệu mạnh nhất của đan dược này. Rất nhanh, lò đan lại mở, ba viên đan dược màu vàng rực bay ra. Đan dược này tên là Kim Ngọc Linh Đan, có tác dụng luyện thần và luyện hình, quý giá hơn tinh vân đan nhiều. Ngô Bình nuốt vào một viên, cảm nhận dược lực, rất nhanh đã có hai luồng năng lượng huyền diệu tràn ngập cơ thể, toàn thân như được đắm mình trong gió xuân, võ hồn lẫn thân xác đều thoải mái. Không tệ, đan dược này vốn là trên bậc 1, trải qua quá trình luyện chế một lần, nó lại có chất lượng dưới bậc 1, đối với kết quả này, Ngô Bình vô cùng hài lòng. Làm một mạch tới rạng sáng, Ngô Bình luyện chế lại được 5 bình đan dược, đều là đan dược có giá trị cực cao. Càng luyện chế, thủ pháp của anh càng thuần thục, đến lò thứ 5, anh đã có thể khôi phục phẩm cấp vốn có của đan dược. Khi trời sáng, anh lấy mỗi loại một viên, sau đó đi tìm Hoàng Phủ Hằng. Anh cảm thấy nhà Hoàng Phủ này còn tiền, có thể lừa thêm lần nữa. Mà Hoàng Phủ Hằng được Ngô Bình nghĩ tới lại đang giam mình trong thư phòng, vẻ mặt sầu khổ. Hắn ta đã không ngủ một đêm rồi, hôm nay vẫn còn một đám đòi nợ đang chặn cửa bên ngoài. Tuy hắn ta là con rối của Ngô Bình nhưng trí tuệ vẫn còn, cũng biết tình hình trước mắt không dễ xử lý. Sao chủ nhân vẫn chưa trở lại vậy, hắn ta thì thầm. Lúc trước, khi vay tiền, hắn ta đã từng hứa hẹn là qua khoảng một tuần sẽ trả, hôm nay đã đến hẹn mà còn chưa có tiền trả, cũng dẫn tới sự hoài nghi của chủ nợ, thế nên toàn bộ đều chạy tới đòi. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng của Thanh Mộc Chân Quân, Hoàng Phủ Hằng. Hoàng Phủ Hằng mở cửa, khi thấy là Ngô Bình thì gọi một tiếng, chủ nhân. Ngô Bình nói, tôi tới rồi, đây là một lô đan dược, anh cầm đi đưa người trong nhà xem thử. Nói xong, anh lấy ra 5 bình ngọc, trong mỗi bình có một viên đan dược. Hoàng Phủ Hằng mở một bình nhỏ, thấy tia sáng màu tím chuyển động bên trong thì hỏi, chủ nhân, đây là đan dược gì? Ngô Bình, đây là Tử Phủ Tiên Đan, có trợ giúp cực lớn đối với thần cung, kết thai. 5 loại đan dược này đều là bất phàm, Hoàng Phủ Hằng còn chẳng muốn bán chúng đi mà giữ lại cho riêng mình xài. Hắn ta lại hỏi, chủ nhân, những đan dược này giá bao nhiêu tiền? Ngô Bình, đây đều là đan dược hữu dụng với địa tiên, hơn nữa còn là bậc 1. Giá thị trường thì không dưới 500 tiền bùa. Anh có thể nói với người lớn trong nhà, bảo rằng sư phụ anh, Thanh Mộc Chân Quân đang bán rẻ những đan dược này, mỗi viên không thể thấp hơn 200 tiền bùa nhưng nếu muốn mua số lượng lớn, phải giao một nửa tiền cọc. Chương 917, Bút Ký Ngọc Hoàng. Hoàng Phủ Hằng nói, phải. Chính tôi sẽ nói với họ. Ngô Bình đáp, tôi thấy bên ngoài có không ít người, anh mang số đan dược này ra cho họ xem thử. Hoàng Phủ Hằng bèn cầm 5 lọ đan dược ra sân, lúc này phải có đến mấy chục người đang chầu trực trong sân, toàn là chủ nợ của hắn ta. Nhìn thấy Hoàng Phủ Hằng ra ngoài, những người này tưởng hắn ta định bỏ đi nên lập tức vây tới, nhưng Hoàng Phủ Hằng vô cùng điềm tĩnh nói, các vị, sư phụ tôi đã lấy đan dược, các vị xem. Lọ dược được truyền tới truyền lui trên tay đám đông, những người này cũng có nhãn lực, vừa nhìn đã biết số đan dược này phi phàm. Sự lo lắng của họ lập tức tiêu tán, một người hỏi, Hoàng Phủ Hằng hiền chất, đệ tử có thể mua được những đan dược này không? Hoàng Phủ Hằng mỉm cười, tất nhiên có thể, chỉ là phải giao trước một nửa tiền đặt cọc. Số đan dược này thông thường chỉ xuất hiện ở buổi bán đấu giá trị không thể ít hơn 1.000 tiền bùa. Nhưng nếu các vị cần... Tôi có thể giúp các vị lấy được đan dược chỉ với nửa giá, nghĩa là 500 tiền bùa. Đám đông không ai không thấy động lòng, đối với họ mà nói, những đan dược này vô cùng hữu dụng, không ai muốn lỡ mất thời cơ. Ngô Bình ở trong phòng chờ đợi, từng lời nói và hành động của Hoàng Phủ Hằng được anh theo dõi cẩn thận, khiến anh không khỏi bật cười. Nửa giờ đồng hồ sau, Hoàng Phủ Hằng quay lại thư phòng, chủ nhân, họ bằng lòng đặt trước đan dược, bây giờ đang đi gom tiền rồi. Tôi còn bảo họ lan truyền rộng rãi tin tức này, dẫn thêm nhiều người khác tới, như thế tôi có thể gom được một lượng lớn tiền đặt cọc. Ngô Bình đáp, trưa nay tôi sẽ quay lại, anh chuẩn bị xong tiền cọc đi. Rời khỏi khu biệt thự Ngọc Tuyền, Ngô Bình cảm thấy trước mặt hoa lên,
Vô Song xuất hiện trước mặt anh, cô ấy hỏi Thiên Hồ đang ở đâu. Ngô Bình liếc mắt nhìn cô ấy, cô không phải là hóa thân của Thiên Hồ sao? Tại sao còn gọi cô ấy là Thiên Hồ? Vô Song đáp, tuy tôi là hóa thân, nhưng qua vô số năm tu luyện, tôi đã có ý thức của riêng mình, bây giờ chúng tôi là hai cá thể. Ngô Bình gật đầu, cửu vĩ Thiên Hồ bị nhốt ở một nơi, đại trận của nơi đó vô cùng mạnh mẽ, cô ấy bảo cô tới tìm cường giả của tộc cửu vĩ để giải thoát cho cô ấy. Vô Song gật đầu, tôi biết rồi. Bây giờ tôi sẽ đi tìm cao thủ của tộc cửu vĩ, lần này đi nhanh thì nửa năm, lâu thì vài ba năm. Thực ra Ngô Bình không mong thấy cô ấy rời đi ngay, không ở lại thêm vài ngày sao. Vô Song lắc đầu, không đâu, đa tạ đã tiếp đón, cáo từ. Nói xong, Vô Song đột nhiên biến mất, cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Ngô Bình cảm thấy hơi thất vọng, nếu Vô Song này có thể ở lại bên cạnh làm vệ sĩ của anh thì tốt biết bao. Về tới Thiên Long, anh tiếp tục chỉ dẫn Diệp Thần tu hành. Trong lúc này, Hoa Giải Ngữ ghé qua một chuyến, nói rằng ngày mai phải thi đấu với nước Mễ, địa điểm thi đấu đặt ở Hải Thành. Ngô Bình không quá để tâm điều này, với thực lực hiện giờ của anh, thắng trọn vẹn không phải chuyện khó khăn. Đến trưa, anh lại tới khu biệt thự Ngọc Tuyền lấy tiền đặt cọc. Người nhà Hoàng Phủ Hằng quen nhiều biết rộng, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà hắn ta đã gom được 23.000 tiền bùa. Ngô Bình nhận hết toàn bộ số tiền mà không hề khách sáo, anh tìm chỗ nào đó trốn đi, tránh cho chủ nợ tới tìm anh. Vâng, chủ nhân. Rời khỏi biệt thự Ngọc Tuyền, Ngọc Bình quay lại Thiên Long để chuẩn bị. Ngày mai phải thi đấu với cường giả của nước Mễ, thế nên anh lục tìm trong pháp khí chứa đồ một hồi, tìm ra được một ngón tay phủ đầy vải màu xanh dương. Anh từng tưởng rằng chủ nhân của ngón tay là một vị thiên tiên, còn từng dùng sức mạnh của nó để vẽ bùa. Trên ngón tay đeo một cái nhẫn. Trước kia anh từng có ý định mở ra, nhưng lần nào chạm tới chiếc nhẫn cũng bị sức mạnh bên trong ngón tay hất văng. Anh đặt ngón tay vào trong không gian Hắc Thiên và hỏi, thần Hắc Thiên, người có nhận ra vật này không? Giọng nói của thần Hắc Thiên vang lên, đây là ngón tay của ma thần, chiếc nhẫn bên trên rất thú vị đấy. Ngô Bình hỏi, ồ, tại sao lại nói vậy? Thần Hắc Thiên đáp, chiếc nhẫn này có tác dụng kỳ diệu dịch chuyển không gian, sử dụng nó có thể di chuyển người hoặc vật đến nơi rất xa trong nháy mắt. Ngô Bình cảm thấy dao động, nói vậy, có thể di chuyển bất kỳ vật gì tới một địa điểm được chỉ định. Thần Hắc Thiên đáp, tu vi của ngươi khá thấp, hiện giờ vẫn không thể chỉ định được vị trí và khoảng cách, mỗi lần dịch chuyển đều là ngẫu nhiên. Thứ này đối với ngươi mà nói chẳng có giá trị gì, ngươi có thể hiến tế nó cho ta, đổi lấy thứ hữu dụng. Ngô Bình chớp chớp mắt, ngón tay thì sao? Thần Hắc Thiên đáp, ngón tay ẩn chứa năng lượng của ma thần, cũng có thể hiến tế. Ngô Bình đáp, được. Ta sẽ hiến tế ngón tay này trước. Thần Hắc Thiên xuất hiện, lấy đi ngón tay của ma thần trong tay anh, giá trị của ngón tay này tương đương với 6 hồn phách mà ngươi từng hiến tế trước đó. Mà những thứ này là thứ mà ngươi có thể lấy đi. Dứt lời, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một loạt vật phẩm, chậm rãi di chuyển trước mặt anh. Đã có trải nghiệm tương tự nên lần này anh vô cùng trầm lặng, lựa chọn kỹ càng. Qua nửa giờ đồng hồ, anh phát hiện một cuốn sổ ghi chép khá mỏng. Không khỏi tò mò, anh hỏi, đây là sách gì mà có thể tương đương với 6 hồn phách? Thần Hắc Thiên đáp, đây là bút ký tu luyện do một cao thủ chí cường của tiên vực Vĩnh Hằng truyền lại cho hậu thế, tuy số chữ không nhiều, nhưng chữ nào cũng quý giá. Ngô Bình hỏi, cuốn sổ ghi chép này có thể chỉ điểm cho thiên tiên không? Thần Hắc Thiên đáp, đây là ghi chép chỉ dạy cảnh giới địa tiên tu hành. Cuốn sổ ghi chép chỉ dạy cảnh giới thiên tiên tu hành có giá trị cao hơn nó 10 lần. Ngô Bình trợn tròn hai mắt, thần Hắc Thiên, chẳng lẽ một cuốn sổ ghi chép mà ngươi tách nó thành nhiều phần? Thần Hắc Thiên đáp, ta rất công bằng. Ngô Bình thầm nghĩ, ngươi đúng là đồ gian thương, ngẫm nghĩ rồi anh hỏi, có thể cho ta xem qua bút ký tu hành trong giai đoạn nhân tiên không? Thần Hắc Thiên đáp, cần phải trao đổi đồng giá, ngươi có thể hiến tế thêm một hồn phách nữa. Sau này Ngô Bình còn phải tu luyện đến nhân tiên tầng thứ 5, tầng thứ 6 nên có không ít nghi hoặc. Mà những thông tin liên quan không được ghi lại mấy trong ngọc bội và ngọc bàn, chỉ có giam ba câu, không giúp ích cho anh là bao. Chuyện này cũng chẳng lạ, từ xưa tới nay số người có thể tu luyện tới tầng 5, tầng 6 nhân tiên vô cùng ít ỏi. Ngẫm nghĩ một lát, anh liền gọi Viêm Dương tới bảo nó thả thêm một tà ma nữa. Trước đây Viêm Dương đã hiến tế 5 tà ma rồi. Sau khi hiến tế thêm một tà ma nữa, thực lực của Viêm Dương lại mạnh hơn một chút, chắc cũng tầm địa tiên tầng thứ 8 sơ kỳ. Sau khi hiến tế xong, trước mặt Ngô Bình lại có thêm một cuốn sổ mỏng khác,
đó là ghi chép có liên quan đến việc tu luyện nhân tiên. Hắn cất cả cuốn này và cuốn ghi chép tu luyện giai đoạn địa tiên kia lại. Thần Hắc Thiên, còn thiếu hai hồn phách nữa thì ta có thể bố trí được trận pháp. Mong rằng ngươi có thể hiến tế sớm sớm chút. Sau đó hắn liền biến mất. Rời khỏi không gian Hắc Thiên, Ngô Bình lập tức mở cuốn sổ ghi chép tu luyện nhân tiên. Trang đầu tiên của cuốn sổ có một đoạn giới thiệu ngắn gọn viết bằng tiên văn. Chương 918, Vạn Thọ Đan. Chủ nhân của cuốn sổ ghi chép tự xưng là Ngọc Hoàng Thiên Tôn, ông tự nhận bản thân đã đạt tới mức cao nhất của từng giai đoạn tu luyện, thế nên đạt được thành tựu rất lớn, trấn áp vạn cổ, từng khiến các giáo phái lớn cúi đầu, tôn xưng ông là Ngọc Hoàng Đại Đế. Vừa đọc được lời mở đầu, Ngô Bình liền ngẩn ra, lẽ nào Ngọc Hoàng Đại Đế trong truyền thuyết dân gian chính là người đã viết cuốn sách này ư? Anh lật tiếp trang sau của cuốn sổ, trong đó ghi chép vô cùng chi tiết về các cảnh giới nhân tiên. Theo nội dung trong sổ, anh từ nhân tiên tầng thứ nhất lên đến nhân tiên tầng thứ tư đã có thể coi là hoàn mỹ rồi. Về phần nhân tiên tầng thứ năm, đoạn đầu giới thiệu khá dài đã giúp anh hiểu thêm nhiều thứ. Ngọc Hoàng Thiên Tôn cho rằng điều quan trọng nhất của nhân tiên tầng thứ năm nằm ở chỗ hiệu suất vận dụng nâng cao sức mạnh, tức là pháp. Mà muốn phát huy hiệu lực của pháp thì cần dùng đến pháp bàn, trong đó giới thiệu về cách ngưng tụ pháp bàn, còn chia việc ngưng tụ pháp bàn ra thành ba loại thượng thừa, trung thừa và hạ thừa. Trong ba pháp môn ngưng tụ pháp bàn thì thượng thừa là khó nhất, quá trình ngưng tụ vô cùng hung hiểm, theo cách Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói thì là cửu tử nhất sinh. Tất nhiên nếu như ngưng tụ được pháp bàn thượng thừa thì nó cũng sẽ có được uy lực rất lớn, mượn những năng lượng khác nhau thì pháp bàn có thể ngưng tụ ra loại pháp thuật khác nhau. Pháp bàn trung thừa không thể ngưng tụ pháp thuật, song lại có thể phóng ra liên tiếp nhiều chiêu thức vô cùng phức tạp, uy lực cũng mạnh hơn pháp bàn hạ thừa mấy lần, độ khó khi ngưng tụ cũng thấp hơn thượng thừa. Cuối cùng nhắc tới pháp bàn hạ thừa, loại pháp bàn này là lựa chọn cuối cùng của đa số võ quân, uy lực của nó có hạn, cách ngưng tụ cũng tương đối dễ. Sau khi ngưng tụ được pháp bàn thì có thể lưu trữ sức mạnh của mình thông qua pháp bàn, rồi phóng thích để khiến kẻ địch bị thương bất cứ lúc nào. Hắn tiếp tục xem những dòng miêu tả liên quan tới cảnh giới thần quân trong mục nhân tiên tầng thứ 6. Cảnh giới thần quân cần ngưng tụ thần thông là cơ sở của pháp bàn. Hoàn thiện và nâng cao hơn thì sẽ dung hợp pháp bàn và tinh thần với nhau, tạo nên thần bàn. Tinh thần của Ngô Bình chính là võ hồn, thế nên anh muốn dung hợp pháp bàn với võ hồn, ngưng tụ thành thần bàn võ đạo. Thứ này vô cùng quan trọng, đợi đến khi hắn trở thành địa tiên, lúc kết thai, thần bàn sẽ hóa thành phôi thai, cuối cùng kết thành thần anh. Đúng vậy, chính là thần anh. Địa tiên bình thường sau khi anh biến thì sẽ kết được nguyên anh. Còn thần quân sau khi trở thành địa tiên sẽ kết thần thai, rồi tạo ra thần anh. Thần anh vừa ra đời sẽ có ngay pháp thuật thần thông, uy lực mạnh hơn nguyên anh rất nhiều. Nguyên anh bình thường phải học tập pháp thuật, thích ứng với hoàn cảnh dần dần, sau khi trải qua lôi kiếp mới có thể rời khỏi thân thể, ngao khu khắp đất trời. Còn thần anh thì không cần như vậy, vừa ra đời đã có thể vùng vẫy khắp đất trời Cửu Châu. Sau đó tới cảnh giới thần tàng của thần anh lại càng kỳ diệu hơn nguyên anh. Là thứ mà hiếm cái có thể sánh được. Trong ghi chép có nói, thật ra linh khiếu có tổng cộng 10 cái, chỉ khi mở ra được linh khiếu thứ 10 thì mới có thể trở thành võ quân. Ngoài ra, thần khiếu cũng có 9 cái, thần khiếu thứ 9 và thứ 10 giống nhau, đều giữ vai trò điều khiển các khiếu khác. Chỉ khi mở ra được thần khiếu thứ 9 thì mới có thể trở thành thần quân. Trong cuốn ghi chép có rất nhiều phương pháp ngưng tụ thần bàn, cần sử dụng rất nhiều tài nguyên quý hiếm. Ngô Bình nghiên cứu sổ ghi chép của Ngọc Hoàng đến quên cả thời gian. Khi anh đọc hiểu hết cuốn sổ thì trời cũng đã tối. Vừa tính nghỉ ngơi một lát thì bỗng nhiên di động hiện thông báo có email mới, người gửi là Chu Thanh Nghiên. Dạo này Chu Thanh Nghiên vẫn luôn kinh doanh mỏ quặng nhôm và quặng sắt, cũng đã lâu họ không gặp mặt nhau. Anh lập tức mở email ra, bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngắn gọn, một tướng quân của Guinea tạo phản, Đường Kiến sắp xếp cho em về nước, 9 giờ tối nay sẽ hạ cánh. Ngô Bình nhìn đồng hồ thấy đã 7 rưỡi, coi bộ Chu Thanh Nghiên đã lên máy bay từ lâu, chẳng mấy chốc sẽ hạ cánh. Anh ngồi thêm một lát rồi ra ngoài lái xe đến sân bay đón người. Ngô Bình đến sân bay quốc tế Thiên Kinh sớm hơn giờ hạ cánh nửa tiếng. Anh tìm một vị trí trong sảnh chờ rồi ngồi xuống, lôi laptop ra đăng nhập diễn đàn Thần Huy. Hiện giờ anh đã là thiên sứ 5 sao, có thể nhận được các nhiệm vụ tương đối cao cấp. Lần này... anh vẫn tìm những nhiệm vụ có liên quan đến đan dược. Vừa lướt được một lát thì nhìn thấy một nhiệm vụ khá thú vị. Có người muốn bỏ ra 5 tỷ để mua một loại thuốc biến đổi gen có thể giúp cơ thể khỏe mạnh,
kéo dài tuổi thọ, điều kiện là ít tác dụng phụ, sau khi uống vào không gặp nguy hiểm tính mạng. Bên dưới bài đăng nhiệm vụ có một nhóm chat tên là nhóm chat quý tộc. Ngô Bình thử xin tham gia nhóm chat, một lát sau đã được đồng ý. Anh vừa vào nhóm thì chủ nhóm đã nhắn, thành viên mới hãy gửi lì xì nào. Ngô Bình vừa nhìn, thấy bên trong quả nhiên có mục lì xì, hạn mức cao nhất của lì xì này là 100 triệu, đúng là lì xì siêu to siêu khổng lồ. Anh nhắn, chào mọi người. Sau đó đổi tên hiển thị trong nhóm của mình là Ngô Tiên Quân. Bỗng nhiên tài khoản Mã Đế Quân nhắn tin, bạn ơi, quy tắc của nhóm là thành viên mới sẽ gửi lì xì, bao nhiêu cũng được. Ngô Bình cảm thấy cái tên kia khá quen thuộc, ngẫm nghĩ một lát liền nhớ ra người này đã từng thêm bạn mới anh để nhờ anh điều tra về kẻ thù. Sau đó anh mới biết kẻ thù mà Mã Đế Quân muốn tìm chính là Đoàn Long. Anh lại lướt nhóm trò chuyện một lát thì thấy có khá nhiều người từng gửi lì xì, ít thì 1 triệu, nhiều thì 10 triệu. Thế nên anh cũng gửi một cái lì xì 10 triệu, đồng thời mở điện thoại di động liên lạc với Mã Đế Quân qua phần mềm. Có đó không? Anh hỏi. Mã Đế Quân lập tức trả lời, đây, có thông tin gì à? Ngô Bình, kẻ thù của anh là anh Long của Thiên Thần, có điều anh ta chết rồi. Mã Đế Quân im lặng vài giây, sau đó nói, tôi biết rồi, cảm ơn nhé. Ngô Bình, nếu có gì cần giúp thì cứ hú tôi nhé. Ok, cảm ơn. Anh trở về diễn đàn thì thấy mọi người đang nhiệt tình chào hỏi mình, xem ra lì xì 1 triệu kia đã khiến không ít người trồi lên. Anh hỏi, mọi người ơi, tại sao nhóm chat này lại có tên là nhóm chat quý tộc vậy? Tài khoản lưu viên ngoại trả lời, có vẻ anh bạn vừa mới vào giới nhỉ. Đám chúng tôi đã kiếm đủ tiền từ lâu rồi, hiện giờ đang theo đuổi thứ gọi là trường sinh bất lão, thân thể khỏe mạnh. Nhờ có thần huy mà chúng tôi có thể đạt được phần nào mục tiêu này. Bởi vậy so với người bình thường, chúng tôi có cuộc sống đầy đủ hơn, dài lâu hơn, tự xưng là quý tộc cũng chẳng quá đáng. Ngô Bình, ra vậy. Thế mọi người có con đường nào để mua thuốc à? Nhắc đến đan dược, rất nhiều người liền hăng hái hơn. Có người nói, nhờ bạn mình mà tôi quen biết một thành viên của Hắc Thiên Giáo, anh ta bảo có thể mua giúp tôi trường sinh tán. Một người khác nói, tôi cũng khá may mắn quen được một người bạn thuộc Vạn Thọ Điện, có thể mua được Vạn Thọ Đan. Nghe bảo tác dụng của Vạn Thọ Đan kém hơn trường sinh tán, còn nhiều tác dụng phụ hơn nữa. Với cả, Vạn Thọ Điện đưa ra giá quá cao, bởi vậy đa phần người tôi quen đều dùng trường sinh tán. Có điều trường sinh tán khó mua lắm, giá cũng bị đẩy lên rõ cao, mọi người đều từ bỏ mà chọn thứ khác, chỉ đành quay sang mua Vạn Thọ Đan thôi. Ngô Bình nghe thấy vậy liền sững ra. Vạn Thọ Đan là thứ quái gì thế? Anh hỏi, giá của Vạn Thọ Đan là bao nhiêu? Có người trả lời, mỗi viên 5 tỷ. Ngô Bình, mọi người có biết lai lịch của Vạn Thọ Điện kia thế nào không? Ha ha, đến cả Vạn Thọ Điện mà cậu cũng không biết à? Vạn Thọ Điện do luyện đan sư của Hoàng Thất Triều Nguyên Tăng Ất Mộc lập ra, nghe nói trong đó có đến mấy thế hệ luyện đan sư mạnh nhất phương Triều. Thấy có người nhắc tới Triều Nguyên, Ngô Bình liền nói, nếu đã có Vạn Thọ Đan của Tăng Ất Mộc, vì sao Hoàng đế Triều Nguyên lại đoản mệnh như vậy? Có người nhắn, xem ra cậu bạn chẳng hiểu gì về lịch sử thực tế rồi. Hoàng đế của nhân gian không thể nào được uống đan dược chân chính. Giới tu luyện thời đó cũng vô cùng bài xích hoàng quyền, cũng chẳng trông mong vị hoàng đế nào đó sống quá lâu cả. Thế nên tuổi thọ của hoàng đế còn ít hơn người bình thường, tất cả đều do luyện đan sư động tay động chân trong đan dược mà ra. Ngô Bình vẫn nhớ có không ít đế vương đều chết vì uống đan dược. Xem ra mọi người đều không hề ưa thích gì hoàng đế cả. Trò chuyện thêm một lúc, anh phát hiện Vạn Thọ Điện đang bán hệ thống rất nhiều loại đan dược, tạo thành ảnh hưởng đến việc buôn bán trường sinh tán tại Viêm Long. Thế nên anh đã mở web ra muốn tìm Vạn Thọ Đan, chỉ một lát đã có người treo thưởng. Lúc này anh mới biết được Vạn Thọ Đan không chỉ có một loại, 5 tỷ chỉ có thể mua được Vạn Thọ Đan bậc 3, còn loại Vạn Thọ Đan bậc 1 tốt nhất có giá 20 tỷ một viên. Chương 919, Bụi Sao. Ngô Bình muốn hiểu rõ hiệu quả của Vạn Thọ Đan nên thông qua diễn đàn mua 3 loại Vạn Thọ Đan, tổng cộng tiêu tốn 3 tỷ 500 triệu. Đan dược do người chuyên trách mang tới khách sạn mà anh chỉ định, anh nhờ Hoa Giải Ngữ phái một người đi lấy đan dược. Lúc này chắc hẳn Chu Thanh Nhiên đã xuống máy bay rồi, anh đích thân đi đón. Anh đến sân bay chưa được bao lâu, Chu Thanh Nhiên dẫn theo trợ lý xuất hiện trong tầm mắt. Chu Thanh Nhiên nhìn thấy Ngô Bình ngay lập tức, cô ấy hào hứng vẫy tay, rảo bước tới. Thanh Nhiên, chuyến này vất vả cho em rồi, anh nói. Hai tay Chu Thanh Nhiên ôm lấy thân hình to lớn của anh, gương mặt yêu kiều tì lên lồng ngực anh,
nũng nịu nói, suốt dọc đường mệt gần chết đi được, tìm chỗ nào nghỉ ngơi đã. Ngô Bình gật đầu, anh đón Chu Thanh Nghiên và trợ lý tới khách sạn Đường Hoàng, trợ lý một mình sống ở một biệt thự, Chu Thanh Nghiên sống ở biệt thự khác. Tắm xong, Ngô Bình nhờ khách sạn chuẩn bị một vài món ăn, sau đó cùng Chu Thanh Nghiên dùng bữa. Vừa ăn, anh vừa hỏi, dự án Guinea thế nào rồi? Ngô Bình mua đứt 3 tỷ 500 triệu tấn đất quặng nhôm, 2 tỷ 300 triệu tấn đất quặng đồng, 4 tỷ 500 triệu tấn quặng sắt cao cấp, vị trí là 3 ngọn núi chứa quặng, tổng đầu tư 2 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Chu Thanh Nghiên đáp, núi quặng thuận lợi, đường đi cũng đã mở, bộ phận sản xuất đang được thành lập và hoàn thiện, cứ tưởng là sắp đi vào khai thác được rồi. Nào ngờ tướng quân Moden do người Gallia và người Thổ Áo ủng hộ đột nhiên tạo phản, dẫn binh tấn công tướng quân Wazi. Binh khí bên phía Moden vô cùng tân tiến, có cả xe tăng và xe bọc thép làm Wazi liên tục thất bại. Ngô Bình hỏi, nếu Moden giành thắng lợi sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chu Thanh Nghiên thở dài, chắc chắn sẽ hủy bỏ tất cả việc hợp tác, đồng thời khoản đầu tư mấy tỷ đô la Mỹ trước đó của chúng ta cũng tan thành bọt nước hết. Ngô Bình cười khẩy, đây chính là mục đích của Gallia và Thổ Áo. Chu Thanh Nghiên nói, cũng hết cách, Guinea từng là thuộc địa của Gallia, chúng có sức ảnh hưởng tuyệt đối tới Guinea. Về phía Thổ Áo, chúng không muốn thấy quặng sắt và quặng đồng của Guinea chảy vào Viêm Long, bởi vì quặng của Guinea sẽ gây ra xung đột cho thương mại xuất khẩu quặng của chúng vào Viêm Long. À phải rồi, Đường Kiến nói với em chuyện này. Theo tình báo mà anh ta nhận được thì Thổ Áo phái một nhóm chuyên gia tiến vào Guinea tiến hành thu thập số liệu, dốc toàn lực nghiên cứu và phát triển một loại vật chất nào đó. Trước khi lên máy bay, anh ta cho em thứ này, nói là lấy được từ đội nghiên cứu khoa học của Thổ Áo. Cô mở hành lý, lấy ra một cái lọ nhỏ đựng chất bột gì đó màu xanh nhạt, ước chừng chỉ vài miligam. Ngộ Bình nhìn chằm chằm vào lượng bột ít ỏi này, nhanh chóng nghĩ tới điều gì đó, kinh ngạc hô lên, đây là bụi sao, Chu Thanh Nghiên rất tò mò hỏi lại, bụi sao là gì cơ? Ngô Bình đáp, rất lâu về trước từng có một tinh vẫn rơi xuống nơi này, tinh lực của nó thấm vào lòng đất, hình thành nên bụi sao. Bụi sao có thể dùng để chế tác binh đao, pháp khí, có thể dùng để tu luyện. Hấp thu năng lượng thần tinh có trong bụi sao có thể khiến cơ thể và tinh thần trở nên mạnh hơn. Và lại, các tu sĩ tu hành đến giai đoạn cao cấp thường cần các loại bụi sao để hỗ trợ tu hành, thế nên, thứ này cực kỳ đáng giá đấy. Chu Thanh Nghiên hiểu ra, chẳng trách bên Thổ Áo muốn thâu tóm Guinea. Hóa ra là muốn nhắm tới bụi sao. Ngô Bình trầm giọng nói, bất kể thế nào, nhất định phải giữ được Wazi. Chu Thanh Nghiên hỏi, nhưng chúng ta giúp ông ta thế nào? Dù đưa tiền cho ông ta cũng không mua được vũ khí, biên giới đã bị người Gallia và hạm đội của Thổ Áo phong tỏa rồi. Ngô Bình đáp, kế hoạch của chúng ta phải thay đổi rồi, thời gian tới, chúng ta phải kiểm soát Guinea toàn phần, bởi vì chút bụi sao này cực kỳ quan trọng đối với anh. Giá trị của chúng còn quý giá hơn khoáng sản ở Guinea hàng nghìn lần. Chu Thanh Nghiên sững người, phải làm thế nào mới thâu tóm được một quốc gia chứ? Ngô Bình đáp, anh sẽ bảo nhóm lính đánh thuê ma ám của Đường Môn ra mặt, trước hết phải giúp Wazi vượt qua khó khăn. Chu Thanh Nghiên hỏi, mời lính đánh thuê chắc hẳn rất đắt nhỉ, theo cô thấy, số tiền mà bãi khai thác quặng kiếm được hàng năm còn chẳng đủ chi trả cho lính đánh thuê. Ngô Bình đáp, khai thác khoáng sản gì đó chỉ là thứ trên bề nổi. Thứ anh muốn là bụi sao, còn cả lõi sao nữa. Chu Thanh Nghiên hỏi, còn cả lõi sao? Ngô Bình gật đầu, nơi nào có bụi sao nhất định sẽ có lõi sao. Thế nên anh phải đi Guinea một chuyến, đợi khi anh ổn định tình hình bên đó rồi em hắn tới quản lý bãi khai thác. Đến lúc đó thu lại quyền khai thác quặng của Thổ Áo và Gallia, đuổi chúng đi một cách triệt để. Chu Thanh Nghiên thực sự rất mệt, ăn được chút ít rồi về phòng nghỉ ngơi. Ngô Bình thì liên lạc với Đường Băng Vân, hỏi thăm tình hình của nhóm lính đánh thuê ma ám. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Băng Vân, tôi muốn mượn sức mạnh của đội lính đánh thuê ma ám giúp tôi duy trì tình thế ở Guinea. Anh đi thẳng vào vấn đề. Đường Băng Vân bật cười, chỉ cần tiền nong đến nơi đến chốn, ma ám nhận đủ thứ việc. Ngô Bình đáp, tiền không thành vấn đề. Hiện giờ có bao nhiêu người? Đường Băng Vân đáp, có khoảng 15.000 người với 4 nhóm. Sức chiến đấu khá tương đương với lính đặc chủng đỉnh cấp của nước Mỹ. Tất nhiên chi phí duy trì của bọn em cũng cao, số tiền kiếm được hàng năm không đủ tiêu, năm nào Đường Môn cũng gửi tiền cho ma ám. Ngô Bình đáp, 15.000 người chắc cũng ổn, anh muốn quân đoàn ma ám lập tức tiến đóng Guinea, đuổi người Thổ Áo và Gallia ra khỏi lãnh thổ. Đường Băng Vân đáp, được, em sẽ đích thân qua đó.
Ngô Bình nói, qua bên đấy, em hãy liên lạc với tướng quân Hoa Di trước nhé. Đường Băng Vân rất tò mò, bèn hỏi anh, tại sao đột nhiên anh lại có hứng thú với Guinea vậy? Ngô Bình đáp, nơi đó có thứ tốt, vì không để thứ này bị người khác cướp mất, anh phải thâu tóm quốc gia đó. Đường Băng Vân nói, nhắc nhở anh điều này, Gallia và Thổ Áo không dễ chọc vào, chúng toàn là các cường quốc lâu đời. Cho dù xua đuổi được chúng, chúng vẫn có thể quay trở lại. Sức lực của một mình anh rằng co với hai đất nước, cái giá cực cao đấy. Ngô Bình hỏi, chẳng phải chỉ là trang bị thôi sao, chi phí quân dụng hàng năm của Gallia và Thổ Áo không vượt quá 100 tỷ đô la Mỹ. Mỗi năm anh đầu tư vào Guinea 100 tỷ đô la Mỹ, còn sợ không bóp chết được chúng. Đường Băng Vân ngạc nhiên, mỗi năm 100 tỷ. Chồng à, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế? Ngô Bình mỉm cười, anh có con đường phát tài. Đường Băng Vân hỏi, còn về vũ khí, anh định mua từ nơi nào? Ngô Bình đáp, trang bị cứ mua thẳng từ hạm đội của Viêm Long, máy bay quân sự, đạn dược, đến cả nhân viên điều khiển cũng có thể thuê luôn một nhóm từ Viêm Long. À phải rồi, anh muốn thuê ma ám của em lâu dài, dù sao thì cần thao tác trên vũ khí tân tiến, nhân tài của ma ám chính là chuyên gia rồi. Đường Băng Vân mỉm cười, được thôi, cứ đưa tiền là được. Ngô Bình hỏi, anh dùng 3 năm, có rẻ hơn được không? Đường Băng Vân đáp, muốn rẻ hơn thì anh tới đây tìm em đi, tùy vào tâm trạng em nữa. Ngô Bình biết điều này nghĩa là Đường Băng Vân muốn ngủ với anh lập tức nói, được thôi, mấy ngày tới anh sẽ đi Guinea tìm em. Trò chuyện một hồi, có người đưa vạn thọ đan mà anh đã mua tới. Anh cúp điện thoại, kiểm tra hiệu quả của 3 loại đan dược. Anh phát hiện, vạn thọ đan cấp 3 đúng là rác rưởi. Cấp 2 cũng không được coi như thành phẩm, chỉ có vạn thọ đan cấp 1 miễn cưỡng được coi như đan dược bậc 4. Thứ đan dược rác rưởi mà bán tận 20 tỷ, đúng là cướp tiền, anh lầm bầm. Ngẫm nghĩ một lát, anh liên lạc với Lý Mai, hỏi cô ấy thu được bao nhiêu tinh thạch màu. Cuộc gọi được kết nối, Lý Mai đáp, ban đầu thu mua hơn 50.000 viên, giá bình quân 1.000 đô la Mỹ cho mỗi viên. Nhưng về sau giá cả dần dần tăng cao. Bây giờ đã đạt đến mức 50.000 đô la Mỹ mỗi viên. Ngô Bình nói, chỉ cho người tặng đống tinh thạch màu này qua đó, để người ta tiếp tục thu mua, giá cao không đáng sợ. Giá của tinh thạch màu này càng cao thì dân địa phương càng muốn đi khai thác. Lý Mai đáp, số lượng còn lại của loại tinh thạch màu này có hạn, chẳng cần bao lâu nữa, mức giá sẽ tăng tới 100.000, 200.000, đến lúc đó giá thu mua sẽ là giá trên trời. Chương 920, cướp Long Hổ Kim Đan. Ngô Bình, không sao, kể cả 10 triệu vẫn đáng mua mà. Lý Mai, được, em hiểu rồi. Ngắt máy xong, Ngô Bình bắt tay vào nghiên cứu một loại thuốc có tác dụng như vạn thọ đan, nhưng không có tác dụng phụ. Xong, luyện chế loại thuốc này sẽ cần dùng tới rất nhiều nhân sâm. Một lát sau, anh đã nghĩ ra một cách bào chế có hiệu quả hơn trường thọ đan, anh sẽ đặt tên cho nó là trường mệnh đan, giá bán không chênh hơn là bao nhiêu. Muốn luyện chế được nhiều trường mệnh đan thì cần rất nhiều nhân sâm và thể tinh thạch. Xem ra mình phải đến đó một chuyến rồi, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh biết có một nơi có rất nhiều linh dược, nhưng ai bước vào đó đều sẽ bị ảnh hưởng. Nếu muốn tìm thấy linh dược nhân sâm thì nơi đó là sự lựa chọn số một. Ngô Bình chợt nghe thấy tiếng bước chân của Chu Thanh Nghiên, sau khi ngủ một giấc, cô ấy đã hồi phục sức lực, gương mặt rạng rỡ. Cô ấy ôm Ngô Bình từ phía sau rồi nói, chồng, anh được lắm. Dám để em ở lại châu Phi một mình. Ngô Bình cười nói, biết em vất vả rồi, nào để anh massage cho em nhé. Chu Thanh Nghiên nằm dài trên sofa, để Ngô Bình massage cho. Bây giờ, cảnh giới của Ngô Bình đã cao hơn trước nhiều, mỗi động tác ấn của anh đều khiến Chu Thanh Nghiên phải kêu lên vì quá thoải mái. Lần này, Ngô Bình chuẩn chính nhân quân tử, chỉ massage, chứ không tái máy gì. Xong, Chu Thanh Nghiên lại thấy không vui rồi trừng mắt lườm anh. Ngô Bình cười nói, xem ra em tu luyện cách hít thở có tác dụng đấy nhỉ, mấy ngày tới, anh sẽ giúp em đột phá lên tiên thiên. Chu Thanh Nghiên tròn mắt ngạc nhiên, cô ấy biết trình tự đột phá trong tu hành nên hiểu việc này là cực kỳ khó, anh từng bảo muốn đột phá lên tiên thiên thì phải mất vài năm cơ mà. Ngô Bình, đó là người khác, còn có anh giúp thì em chỉ mất 3 ngày thôi. Tiên thiên chỉ là bước đầu, sau này anh sẽ giúp em đột phá lên nhân tiên và địa tiên nữa. Chu Thanh Nghiên vừa mừng vừa ngạc nhiên, sau đó ôm chầm lấy anh cảm ơn chồng. Hai người ở lì trong khách sạn, Ngô Bình không thiếu đan dược nên sang ngày hôm sau, Chu Thanh Nghiên đã nhẹ nhàng đột phá tiên thiên rồi, hơn nữa tu vi của cô còn ổn định hơn những tu sĩ cùng cảnh giới.
Hôm nay là ngày so tài với nước Mễ ở Hải Thành, Ngô Bình bảo Chu Thanh Nhiên ở lại khách sạn củng cố tu vi, còn mình dẫn theo nhóm Hoa Giải Ngữ đến Hải Thành. Anh không muốn ngồi máy bay nên cả hội cưỡi nhân bì Viêm Dương bay thẳng tới đó. Khi đến nơi, họ đã thấy có mấy chiếc xe đang chờ mình, vì thế họ chuyển sang ngồi xe đến điểm diễn ra cuộc so tài là Đạo Quán Vân Long. Đạo Quán Vân Long là võ quán do người Đông Doanh mở ở Hải Thành, người nước Mễ đã chỉ định đây làm nơi so tài. Chiếc xe đi tới đạo quá, ở đó đã có rất nhiều xe đỗ rồi. Ngô Bình còn chưa xuống xe thì Hoa Giải Ngữ đã nhận được một tin nhắn, cô ấy đọc qua rồi nói, Long chủ, có tin tình báo. Ngô Bình, chuyện gì thế? Hoa Giải Ngữ, hôm nay, người nước Mễ yêu cầu đấu 5 trận, nhưng mỗi người chỉ được tham gia một trận. Thắng 3 trên 5 là thắng chung cuộc, trong số 5 người dự thi của họ thì có 2 cao thủ Viêm Long, 1 cao thủ Đông Doanh và 2 cao thủ nước Mễ. Lần này có vẻ họ quyết tâm lắm, cao thủ Đông Doanh kia là quyền hoàng của Đông Doanh, nghe nói thực lực bán thần rồi. Thực lực của 2 cao thủ nước Mễ cũng rất mạnh, đều là bán thần cả. Còn 2 cao thủ Viêm Long thì rất bình thường, điều này khiến tôi thấy hơi lạ, không biết họ để những người này thi đấu với mục đích gì. Ngô Bình, có 3 tu sĩ bán thần nên nước Mễ nghĩ sẽ thắng chắc rồi. Hoa Giải Ngữ cau mày, Long chủ, nếu bên kia nhất quyết chỉ cho mỗi người thi đấu một trận. Vậy chúng ta phải làm sao? Hiện tại, ngoài Ngô Bình ra, Thiên Long không còn cường giả nào đấu lại tu sĩ bán thần nữa. Ngô Bình, tôi thay đổi diện mạo là xong, ai mà biết được. Hoa Giải Ngữ, Long chủ định dùng thân phận gì để thi đấu ạ? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, lát cô hãy tìm 3 người đi theo tôi, khi giới thiệu thì nói một người là đệ tử chùa Đại Thiền, một người là tông sư Hình Ý, một người là tông sư Kiếm Đạo. Hoa Giải Ngữ chớp mắt, Long chủ có thể làm cả 3 thân phận này ạ. Mặt ngoài thì chỉ là 3 thân phận, nhưng khi giao chiến, Ngô Bình sẽ phải thi triển công phu của chùa Đại Thiền và cả Hình Ý Quyền cùng Kiếm Đạo. Ngô Bình, yên tâm, tôi biết hết. Hoa Giải Ngữ gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi. Cả đoàn người xuống xe rồi đi vào đạo quán, có 2 người Viêm Long đứng ở cửa, một người chải tóc bóng mượt, dáng người cao lớn. Người còn lại thì để trần thân trên, cơ bắp cuồn cuộn. Tuy không cao nhưng khí tức bức người. Người đàn ông trải chuốt nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi cười nói, anh là Long chủ à? Trần Tố Quát, láo lếu. Người đàn ông hừ nói, chỉ là một Long chủ thôi mà, lát lên sàn đấu tôi sẽ đánh bại anh. Ngô Bình nhìn hắn rồi thi triển khả năng nhìn xuyên thấu, sau đó phát hiện có một người tí hon màu vàng ngồi trong tim hắn, anh thầm thấy kinh ngạc vì không biết đó là gì. Anh quan sát kỹ hơn thì thấy người tí hon đang liên tục phóng sức mạnh ra để rèn luyện thân thể và thần hồn cho người đàn ông. Lẽ nào là Long Hổ Kim Đan trong truyền thuyết, Ngô Bình thầm thấy chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường. Thế à, Ngô Bình nhìn hắn, tôi sẽ cho anh cơ hội khiêu chiến. Anh liếc sang tên lùn thì thấy gã có thể chất rất khỏe, thuộc kiểu võ giả có dị bẩm thiên phú. Thực lực của 2 tu sĩ Viêm Long mạnh hơn Ngô Bình tưởng, anh cứ nghĩ họ chỉ là con tốt thí. Không ngờ cũng rất ra gì và này nọ. Đi qua 2 người đó, Ngô Bình nhìn thấy đại biểu của Viêm Long đang ngồi cùng một chỗ. Thấy Ngô Bình đến, một người đàn ông đeo kính nhanh chóng ra đón tiếp, Long chủ, tình thế bất lợi với chúng ta. Nhưng hôm nay chúng ta vẫn phải thắng. Ngô Bình, cứ yên tâm. Người đó thở phào một hơi, Long chủ, tôi là viện phó của viện quyết sách, tôi tên là Tô Trấn Viêm. Ngô Bình biết viện quyết sách có quyền hạn mạnh ngang với thượng thư, đại học sĩ thời cổ. Cấp trên đã cử một nhân vật lớn thế này đến theo dõi trận đấu hôm nay, chứng tỏ họ rất coi trọng kết quả. Anh nói, viện phó Tô, kết quả của trận đấu hôm nay có ý nghĩa gì ư? Tô Trấn Viêm gật đầu, đúng, kết quả của trận đấu hôm nay không chỉ quyết định 2 người nào sẽ được chọn, mà còn xem ai sẽ ở lại. Ngô Bình hỏi, ai cơ? Tô Trấn Viêm, chuyện này nói sau, nếu Long chủ có thể giành thắng lợi thì coi như lập được đại công. Gì thì tôi không biết. Chứ nếu thắng thì ít nhất cậu sẽ được bổ nhiệm làm quốc sư cấp 2. Ngô Bình biết quốc sư có địa vị rất cao, mỗi khi tăng một cấp sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Anh gật đầu nói, ông cứ yên tâm. Anh nhìn sang phía nước Mễ thì thấy hình như họ chưa đến đủ nên hỏi Tô Trấn Viêm, viện phó Tô, Guinea muốn mua vũ khí tiên tiến, bên ông có tạo điều kiện được không? Tô Trấn Viêm cười hỏi, Guinea ư, Long chủ chơi với tướng quân Wazi à? Ngô Bình, tôi có mỏ quặng ở bên đó. Chủ yếu là quặng bô xít và sắt nên Tô không muốn tướng quân thất thế. Tô Trấn Viêm, mua vũ khí thì được, nhưng Guinea nghèo quá, chỉ sợ không mua được các đồ tiên tiến.
Ngô Bình chớp mắt, hôm nay ít nhất họ sẽ mua 50 tỷ đô. Tô Chấn Viêm ngạc nhiên, 50 tỷ đô, họ lấy tiền đâu ra vậy? Ngô Bình cười nói, điều đó không quan trọng, quan trọng là có mua được vũ khí không? Tô Chấn Viêm, có chứ, chỉ cần có tiền thì muốn mua gì cũng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 53.